Kiếm Hiên Viên vốn là tiên khí thượng phẩm, lại bị Hạn Bạt dùng máu bẩn phá hủy. Lão phu cũng hết cách rồi. Lẽ nào không có cách khác sao? Sưởng ốc Vít Hữu Tiền có một tiên nhân ẩn thế, có lẽ có thể sửa lại. Cô có thể đến đó thử. Lẽ nào tiên nhân mà tiền bối Âu Trị Tử nói là ông ấy sao? Tiền bối, tôi chỉ là người canh cửa thôi. Cô muốn vào, đăng ký trước. Tên họ, số điện thoại, số căn cước. Tiên vương, tiên lực trong người tiểu chủ nhân mười mấy năm không bùng nổ. Chúng ta có thể về tiên giới, ăn gan rồng não phượng rồi. Ăn. Chỉ biết ăn. Bao năm nay, nếu không phải liên tục vặn ốc vít tiêu hao tiên lực, cháu trai ta đã sớm phát nổ mà chết, cửu thiên thập địa bị hủy diệt. Mày chờ ăn phân đi. Nơi này, có người sửa được Kiếm Hiên Viên thật sao? Ông già chết tiệt, cháu đã nói mình không thích hợp vặn ốc vít. Ông cứ bảo cháu làm, mình nói vài câu lại bị trừ lương. Cô là ai? Ăn mặc loè loẹt thế. Quay phim ngắn sao? Tôi có xem rồi. Cái đó, các ngươi chịu chết đi. Đúng không? Cô đi nhầm chỗ rồi. Nghe nói ở đây có thể sửa tiên khí. Tiên khí gì? Đạo cụ à? Sửa được. Chỉ là có hơi đắt. Nghe nói quay phim ngắn rất nhiều tiền. Lần này có thể kiếm lại số lương bị trừ rồi. Sửa được thật sao? Được chứ. Kiếm Hiên Viên nặng ngàn cân, vậy mà anh ta cầm nhẹ như thế, có lẽ thật sự có thể sửa. Đầu đâu? Nếu có thể sửa được, tôi sẽ hậu tạ. Đơn giản, vài nốt nhạc thôi. Thế thì đa tạ tiền bối. Sửa mà anh nói là dùng hàn điện sao? Anh có biết nó là gì không mà dám dùng hàn điện? Cô tin tôi, sao ngay đây, anh. Cô xem, có phải giống y như người không? Cái này gọi là giống y như người sao? Mình nên nghĩ ra một công nhân xưởng ốc vít. Làm sao có thể là tiên nhân, cô cũng nghĩ thế đúng không? Không cần cảm ơn, tiền hàn. Tôi giảm giá cho cô, 500, cô, chuyển khoản hay tiền mặt. Anh hành kiếm của tôi thành thế này, anh còn dám đòi tiền tôi. Cô làm gì thế? Xong rồi, mình hàn xấu quá, cô ta không muốn trả tiền sao? Chỉ có tiên khí đỉnh cao mới phát ra tiếng rồng gầm. Kiếm Hiên Viên vốn là tiên khí thượng phẩm, hư hỏng thành hạ phẩm, nhưng giờ được anh ta sửa lại, nó đã biến thành tiên khí đỉnh cao. Lẽ nào anh ta là tiên nhân của đại hạ? Thế này nhé, tôi hàn lại cho cô rồi giảm giá, được không? Không ổn, Hạn Bạt phá phong ấn rồi. Thế này đi nhé, tôi không lấy tiền hàn nữa. Cô mau đi đi, cô phải quay phim ngắn mà. Đi. Tiền bối đại nghĩa, chờ giết địch xong, tôi sẽ quay về cảm tạ. Giết người? Cô ta muốn giết người? Lẽ nào cô ta sát nhân điên cuồng? Đúng rồi, xin hỏi tên họ tiền bối là gì? Không thể nói tên, nếu không chờ cô ta giết người xong mình sẽ thê thảm. Đúng, mình nói tên Châu Hiểu Nhân, anh ta hay trừ lương tôi. Cô đi tìm anh ta đi. Tôi tên Châu Hiểu Nhân. Châu Hiểu Nhân, nhớ kỹ. Châu Hiểu Nhân. Nhớ rồi. Sao hôm nay nóng thế? Đúng là hơi nóng. Các người nhìn kìa, có hai mặt trời. Không nhìn thấy. Đây một cái, kia một cái, các người không thấy sao? Nhìn gì thế, trở về làm bắn vít cho tôi. Có muốn lãnh lương không? Có biết là mỗi một phút các người chậm trễ sẽ khiến xưởng chúng ta tổn thất 200.000 không? Hôm nay có lương, mỗi người bị trừ 200. Đến trễ một phút, bị trừ 200, tăng A 2 tiếng, không có đồng nào. Sếp à, xưởng còn chả có điều hòa. Năng quá, lắp điều hòa được không?
kêu ca cái gì, không muốn làm thì cút. Phát lương. Hai người thì thầm lúc nãy. Trừ thêm 200. Tiểu Phạm. Có lương à? Em phải che vào, người ta đang nhìn đấy. Nóng. Phi Phi, anh nói em nghe. Anh giữ 200, số còn lại em cất đi, sau này chúng ta mua nhà. Phi Phi. Châu thiếu gia. Ngoài này nóng như thế, là nơi đám hạ đẳng này nên ở. Vào văn phòng anh, ngồi điều hòa nhé, đi. Châu thiếu gia, hôm nay người ta không tiện. Hơn nữa, Trương Tiểu Phàm đang nhìn kìa. Cái này thì dễ. Trương Tiểu Phàm, anh hiểu nhân, ngồi đi ngồi đi. Thế này. Đi mua giúp tôi một hộp 3 con sói, tiền dư là của cậu. Tốt thế. Cứ giao cho tôi đi ngay. Mau lên, được rồi. Mũ bảo hiểm của cậu đây, ra ngoài lái xe nhất định phải chú ý an toàn, phải đội cái mũ bảo hiểm này. Anh điên à, anh sơn mũ bảo hiểm của tôi thành màu xanh làm gì, xấu chết được, đội sớm đội muộn, đều phải đội thôi. Kỳ cục quá, không hiểu các anh nói gì. Muốn người ta nóng chết à? Mình hoa mắt sao? Chắc chắn là gần đây mình hàn nhiều quá. Tên nhóc này, làm công bao nhiêu năm, tiên lực trong người cân bằng không ít. Không thì không đơn giản chỉ là đánh bản thể hạn bạt bị thương đâu. Ông nội, cháu đi mua đồ nhé. Sắp có sét rồi, chú ý an toàn. Sấm sét. Cháu biết. Đi nhé. Ai? Dám đánh bản thể của ta. Hạn bạt thượng cổ, cô dám hồi sinh, lẽ nào không sợ bị giết sao? Kiếm hiên viên bảo vệ đại hạ đã sớm bị ta dùng máu bẩn làm mất đi linh tính. Các người không có kiếm hiên viên thì làm gì được ta? Cô, dừng tay. Không thể nào, ta toan tính trăm năm, dùng máu làm bẩn kiếm hiên viên, cửu thiên thập địa, không ai sửa được nó. Đồ ngu, ở Hoa Hạ, người có thể sửa kiếm hiên viên, đâu đâu cũng có, còn cô, xâm phạm đại hạ, phải chết. Thân xác ta ngàn năm không thối rửa, sớm muộn cũng sẽ quay lại. Chúc mừng chiến thần, đánh lùi thần minh, nâng cao quốc uy, nâng cao quốc uy. Vân Vũ. Có, chuẩn bị xin lễ, ta muốn đi hỏi cưới. Trên đời này có ai xứng với chiến thần đại nhân? Tiền bối sử kiếm hiên viên đang ở xưởng ốc vít hữu tiền, hiện giờ hạn bạc thượng cổ đã không thể uy hiếp. Còn thần minh phương Tây đã hồi sinh. Nếu đại hạ không có ai chấn giữ, chắc chắn sẽ tận diệt. Còn ngài ấy là cao thủ ẩn thế. Nếu có thể kết duyên với ngài ấy, chắc chắn có thể mời ngài ấy xuất sơn trấn thủ Hoa Hạ. Thuộc hạ sẽ đi ngay, bảo họ chuẩn bị trước. Miệng của ông nội thiên quá. Cũng, khá to đấy. Lưu manh, ai cho anh xông vào? Đây là chỗ tôi độ kiếp đấy. Độ kiếp, đầu óc cô bị sét đánh à? Vừa rồi, là cô, không biết rơi từ đâu xuống. Nếu không nhờ tôi đỡ, cô đã chết rồi. Đạo xếp thứ hai sắp đến đây rồi, anh mau đi. Đúng, trời sắp mưa rồi, tôi phải về ngay. Hỏng rồi, không kịp nữa. Một khi lôi kiếp bắt đầu, một là thành công hai là thất bại, sao lại dừng giữa chừng? Hơn nữa,
ngay cả áp lực cũng biến mất hết. Lẽ nào người này có năng lực tránh lôi kiếp? Trời ạ, đó là tiên khí cực phẩm. Làm gì thế? Cái mũ này ở đâu ra thế? Cái này tôi tự làm đấy. Cái này cũng là anh tự làm ra. Cái này tự làm để chơi thôi, nhưng có hơi xấu. Tay không tạo ra thần khí, chỉ có tiên vương thượng cổ mới làm được. Lẽ nào anh ta là tiên nhân ẩn thế? Tiền bối, mũ của anh có bán không? Tôi muốn mua. Sáng sớm đã gặp một bà điên, giờ lại gặp một người thích mũ xanh. Chuyện lạ liên tiếp, hôm nay nhiều thật. Tiền bối, tôi biết nói vậy là hơi đường đột, nhưng chỉ cần tiền bối chịu bán, bất kể điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Cô nương có mắt nhìn. Nếu cô thật sự thật cái mũ này, tôi sẽ nhịn đau từ bỏ, bán rẻ cho cô. Tóm lại màu khác, tôi còn một đống, cực phẩm tiên khí nói bán là bán. Hơn nữa còn có một đống, rốt cuộc anh ta mạnh cỡ nào, mua không, không lẽ là tiên vương? Tiền bối muốn bao nhiêu? Cái này, mình tốn 10 phút, làm ra một cái, 100 đồng. Không quá đáng. Tôi muốn. Con số này. 10 tỷ sao? Hôm nay không đem nhiều tiền như thế. Lại có xét rồi, được rồi, không nói với cô nữa. Tôi phải về xưởng office làm việc, không thì lại bị trừ lương. Tiền bối, hôm nay ra ngoài không đem nhiều tiền. Hay là cái vòng này, coi như tín vật, số tiền còn lại hôm khác tôi đến nhà trả, là giả hả? Nó là vàng thật. Thế này nhé, một tay giao tiền, một tay giao hàng nhé. Đi nhé. Xin hỏi tiền bối tên gì, nhà ở đâu? Làm chuyện tốt không để tên. Xưởng ốc Phít hữu tiền. Chúc mừng tiểu thư độ kiếp thành công. Nếu không có tiền bối giúp đỡ, e rằng tôi đã sớm bỏ mạng nơi suối vàng. Tiền bối, người đó là sắc phạm, rõ ràng chỉ là một người bình thường, có mắt không thấy Thái Sơn. Tiền bối có thực lực như thế, lại làm công ở xưởng ốc Phít, trong này chắc chắn có nỗi khổ. Thế này, cô đi mua lại xưởng ốc Phít hữu tiền. Đại tiểu thư, xưởng ốc Phít hữu tiền là xưởng của tập đoàn Lý thị chúng ta, giám đốc là Châu Hữu Tiền. Châu Hữu Tiền này chắc chắn là người tiền bối xem trọng. Cô điều Châu Hữu Tiền đến tổng bộ đảm nhiệm chức cao. Xưởng ốc Hữu Tiền, mình phải đi tặng cho tiền bối. Phi Phi, anh cố gắng làm việc là được. Em không cần vất vả như thế. Uống đi, anh có thể kiếm tiền nuôi em. Sao anh biết tôi mệt? Đầu em toàn mồ hôi kìa. Đây, anh lau cho em. Trương Tiểu Phàm, cậu ta không ngốc thật đấy chứ? Bạn gái anh ta đã làm gì, cậu ta không nhìn ra à? Tặng mũ, vô ích rồi. Đừng vất vả thế, có anh mà. Uống đi, uống đi. Phi Phi, anh hiểu nhân, đây, anh cần cái này hả? Anh hiểu nhân, đây là nước của bạn gái tôi. Nước bạn gái cậu à? Ngon đấy. Yên tâm, tôi không bạc đãi cậu đâu. Bố tôi sắp được điều tới trụ sở tập đoàn Lý thị. Từ nay về sau, tôi sẽ là giám đốc của xưởng này. Từ hôm nay, cậu sẽ ở phòng kế bên tôi, không cần ở ký túc xá nữa, thật à? Cảm ơn giám đốc. Phi Phi, sau này em có thể chuyển tới đây sống cùng anh rồi. Các vị, lại đây. Hôm nay tôi còn một chuyện vui muốn tuyên bố. Hai chúng ta, từ hôm nay, Vương Phi Phi sẽ là phu nhân giám đốc của xưởng này. Phu nhân giám đốc. Châu Hiểu Nhân, anh làm gì thế? Hết gì mà hết, vẫn chưa hiểu à? Vương Phi Phi, tôi vì cô. Tôi vặn vít ở nhà máy này 5 năm. Tôi chịu mệt chịu khổ, lương tháng nào tôi cũng đưa cho cô. Thế mà cô lại ngoại tình. Cô xứng với tôi không? Trương Tiểu Phàm, làm người đừng tự cho mình là đúng. Anh nghĩ kỹ lại xem, mấy năm qua tôi có thừa nhận là bạn gái anh chưa? Anh đấy, chỉ là một kẻ dạy gái còn không sánh bằng lốp dự phòng. 5 năm qua, tôi và ông tôi ăn cơm tập thể suốt,
tôi còn không nỡ mua một bộ đồ tử tế. Cô thì sao? Quần áo trang sức, có gì không phải tôi mua? Sinh nhật, kỷ niệm, cô muốn gì tôi cũng cho. Tôi còn chưa đủ tốt với cô à? Anh nói. Đống rác rưởi này hả? Mấy thứ không bằng đồ vỉa hè, anh còn mặt mũi mà nói ra được. Đúng rồi, nhìn cái này, nhẫn châu thiếu gia tặng tôi. 200.000. Cả vòng cổ này, trị giá 500.000. Thằng làm công như anh vặn vít cả đời cũng không mua được một món. Anh có gì so với châu thiếu gia? Được. Được, tôi không ngờ cô là loại người ham hư vinh như vậy. Là tôi mù mắt mới thích cô. Thằng làm thuê anh cũng xứng nói lời này. Tôi không xứng. Vết sẹo này của tôi là vì muốn mua nhẫn cho cô, mới bị máy hàn sắt làm bỏng. Vết sẹo này của tôi để mua được mấy món cô nói là vỉa hè kia cho cô, mà bị máy cắt phải. Thế thì đã sao? Tôi nói thật với anh, tôi và Châu thiếu gia cũng không phải ngày một ngày hai. Anh không chỉ nghèo, còn ngu. Trương Tiểu Phàm, con đường dợp bóng mày hướng đến, thật ra đều phủ trắng xương vào sáng sớm và đêm tối. Còn nữa, màu hồng mày nghĩ, thật ra đã bị tao tô thành màu đỏ đen rồi. Châu Hiểu Nhân, tôi liều với anh. Thằng chó này, mày dám cắn người hả? Bắt cậu ta lại cho tôi. Lũ vô dụng, không nghe lời tôi nữa à? Còn muốn làm nữa không? Anh cướp bạn gái người khác, anh còn có lý hả? Chỉ biết trừ lương trừ tiền, anh còn biết gì nữa? Một lũ vô dụng. Chỉ có các người mới làm việc không bằng châu ngựa này à? Để người làm ra, có giỏi thì cút đi luôn đi. Châu thiếu gia, bố chúng ta sắp điều đến trụ sở, anh sắp là giám đốc xưởng rồi, không cần so đo với mấy thằng làm thuê này. Bây giờ biết chưa? Là ai quyết định miếng ăn của các người? Hồi nãy còn lớn lối đòi đánh tôi mà. Ai muốn đánh tôi? Thằng đen nhất này, lại đánh tao đi, lại đây. Không dám đúng không, lũ vô dụng? Anh chết đi, sao mày dám đánh tao thật? Hôm nay tôi đánh chó đấy. Sự anh ta, sự anh ta. Dừng tay, dừng tay cho tôi. Dừng tay cho tôi. Tránh ra, tránh ra. Không sao chứ? Bố, bố nhìn đi, tên vô dụng này đánh con. Thứ vô dụng, không dạy dỗ nổi một công nhân. Bố, đều là tên vô dụng này ủng hộ công nhân làm vậy. Bố, con lớn như thế này vẫn chưa chịu ấm ức như vậy bao giờ. Bố nhất định phải báo thù cho con, đám tép riêu này không thể tha được. Tiểu Vương, tôi nhớ mẹ cậu bệnh nặng nằm viện. Cậu muốn bà ta chết trong viện à? Tiểu Triệu, tôi nghe nói con gái cô sắp học tiểu học. Sao hả? Không muốn học nữa à? Còn cậu nữa, nghe nói anh cậu đi tù ra mãi chưa tìm được việc. Cậu có thể bảo cậu ta đến xưởng office vặn office. Các người, phạm lỗi, bây giờ biết đường hối lỗi, tôi có thể không truy cứu nữa. Nhưng ai dám gây sự tiếp? Đừng trách tôi, không để yên cho kẻ đó. Nhưng cậu, xúi giục công nhân gây sự. Quỳ xuống cho tôi. Tôi xương cứng, không quỳ được. Trương Tiểu Phàm, anh đừng không biết điều. Chú Châu sắp thành quản lý cấp cao tập đoàn Lý Thị rồi. Bây giờ anh mau quỳ xuống nhận lỗi, tôi còn có thể xin chú Châu giữ thể diện cho anh. Tôi nói rồi, tôi xương cứng, không quỳ được, không biết điều. Châu thiếu gia, theo em thấy nên đuổi cả anh ta và lão già canh cửa đi, cho họ ra đường ăn xin. Nghĩ hay quá. Bỏ qua đây, liếm sạch cái này cho tao. Có thể tao vui vẻ, sẽ thả mày cút đi. Tiểu Phàm, đừng giằng co với họ nữa, cậu đắc tội giám đốc Châu cùng lắm là mất việc. Đắc tội tập đoàn Lý Thị, sẽ mất mạng đấy. Tiểu Phàm, tập đoàn Lý Thị không dây được đâu. Thôi đi. Trương Tiểu Phàm này, không gây sự, nhưng cũng không sợ gì. Được, tốt lắm. Mày xương cứng đúng không? Vậy tao sẽ bẻ hết xương mày ra. Tao muốn xem, xương mày cứng đến mức nào. Tiểu Phàm, không đấu lại họ đâu, mau dẫn ông cậu đi đi. Không đi, sợ gì, chọc giận Châu thiếu gia. Giờ muốn đi, có đi được không? Đứng đấy làm gì, không nghe Châu thiếu gia nói à? Thư trưởng mắt cút hết đi. Hay là thôi đi, thư không có mắt, cút ra chỗ khác. Bắt lại, làm gì đấy, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Hay lắm, đợi tao xử lý xong mày,
sẽ bắt lão ra ngoài cửa lại, cho hai ông cháu các người đoàn tụ. Châu Hiểu Nhân, anh nghĩ tập đoàn Lý Thị có thể coi trời bằng vung à? Ếch ngồi đáy giếng đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trương Tiểu Phàm, anh nghĩ tập đoàn Lý Thị là người thế nào? Một trong tam đại gia tộc Đại Hạ, gia tộc cổ võ kéo dài nghìn năm ở Đại Hạ này, ngoài điện chấn thần, họ chính là trời. Đúng rồi, một công nhân như anh ta không biết cũng bình thường. Được rồi, thời gian quý báu, lát nữa còn có nhân vật lớn đến. Được. Trên người mày nhiều sẹo lắm à? Được. Vậy tao sẽ thêm vài nhát cho mày. Làm gì? Kéo qua đây. Tôi không đi, thả tôi ra. Thanh long lên trời, bạch hổ giáng thế, thần thú bốn phương đều chấn động. Đây là dị tượng khi tiên khí giáng trần. Còn không chỉ có một. Mau, đi xem có chuyện gì. Vâng. Thâm Hải, Sư Tôn, Đại Hạ có tiên khí xuất cảnh. Mau đoạt nó lại, không thể để Đại Hạ vùng lên. Vâng. Ra nước ngoài nhiều năm, cuối cùng cũng được về nước. Lạc Ngọc Hành, cô chỉ có thể là người của tôi. Xem ra không cần mình ra tay nữa. Những khí linh này tức giận như vậy, ai đã chọc giận tiền bối vậy? Mau qua đó cùng tôi. Một đám vô dụng. Giữ cậu ta lại cho tôi. Châu Hữu Tiền, Châu Hiểu Nhân, tôi liều với các người, ai dám ra tay với tiền bối tôi? Ai dám ra tay với tiền bối tôi? Lý đại tiểu thư, tôi không dám nhận câu tiền bối của cô đâu. Chuyện nhỏ như thăng chức lên tổng bộ, còn phiền cô đích thân tới đây. Có chuyện gì, Lý đại tiểu thư, cô đừng tức giận. Công nhân trong xưởng mắc lỗi, đánh một trận là được. Cô là người mua mũ xanh của tôi mà. Trương Tiểu Phàm, tên khốn này, nói với đại tiểu thư kiểu gì đấy, đúng không? Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đây chỉ là nhân viên tạm thời không đạt được KPI. Hồi nãy còn vô lễ với nhà họ Lý, chúng tôi sẽ xử lý ngay, không để cậu ta ở đây trướng mắt nữa. Đúng. Đại tiểu thư, cô xem đi, mấy cái này là hàng thứ phẩm thằng vô dụng này làm. Không chỉ phí phạm vật liệu, còn thường xuyên chậm trễ thời hạn. Vậy mà toàn là tiên khí. Quả nhiên tiền bối không lừa mình. Người mua mũ, cô đến đây giúp họ à? Ơ hai thằng khốn kia, mày nói chuyện với đại tiểu thư kiểu gì đấy? Mau xử lý cậu ta cho tôi. Ông còn dám ra tay với tiền bối của tôi? Tiền bối? Tiền bối không phải nói tôi à? Ông cũng xứng. Tiền bối mà tôi nói là anh ấy. Cậu ta chỉ là người vặn office. Không thể nào. Sao anh ta quen đại tiểu thư được? Đúng. Đại tiểu thư, chắc chắn là cô nhầm rồi. Đó là một thằng nghèo thôi. Thư ký Trần, vả miệng. Từ hôm nay, tức chức giám đốc xưởng của Châu Hữu Tiền. Đại tiểu thư, tôi làm việc hết mình cho nhà họ Lý 12 năm. Không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vì một thằng ất ơ tước chức giám đốc của tôi. Tôi nói chuyện, các người nghe không hiểu à? Thư ký Trần đã điều tra rõ, từ khi Châu Hữu Tiền tiếp nhận xưởng office, mỗi năm khấu trừ lương công nhân, dùng hàng kém chất lượng, tham ô. Từ hôm nay, cắt đứt mọi quan hệ của bố con nhà họ Châu với tập đoàn Lý Thị. Xưởng office Hữu Tiền đổi tên thành xưởng office Tiểu Phàm, giám đốc mới là Trương Tiểu Phàm. Tiền bối, bây giờ anh là giám đốc rồi. Ba người này, anh muốn xử lý thế nào? Ba người. Tiểu Phàm, anh là bạn trai em. Hồi nãy em đùa với anh thôi, sao anh có thể làm vậy với em? Vương Phi Phi, lúc trước là tôi bị mù, tôi không nhìn ra cô không chỉ ham hư vinh mà còn vô liêm sỉ như vậy. Tiền bối bảo cô cút, không hiểu à? Cô đi. Cút thì cút. Con khốn. Không ngờ tiền bối lại hẹn hò với loại này. Xem ra tiền bối một lòng tu tiên, không hiểu chuyện nam nữ. Món nợ giữa chúng ta nên tính rồi nhỉ? Trương Tiểu Phàm, mày muốn làm gì? Tôi thấy mắt trái của anh với mắt phải không cân lắm. Hình như vẫn không cân, tôi giúp anh phát nữa. Dừng tay. Các người nghĩ tôi chỉ có từng đó bản lĩnh à? Con trai, bố nói thật với con,
bố con chúng ta đã lọt vào mắt xanh của điện chấn thần, sắp được bám víu nữ chiến thần rồi. Nhà họ Lý còn con là cái thá gì trước điện chấn thần chứ? Bố, bố đừng chém gió nữa. Con còn không biết bố có thực lực gì sao? Hay là chúng ta chịu thua, đợi chuyện này trôi qua được không? Vừa nhận được lệnh của điện chấn thần, nữ chiến thần sẽ đến xưởng ốc vít của bố hỏi cưới. Thấy sao đại tiểu thư, sức nặng của điện chấn thần không cần tôi nói nhiều chứ. Điện chấn thần chấn thủ đại hạ, là chủ của đại hạ, miễn ở trong đại hạ, chiến thần đại nhân đều có quyền xử lý, đúng. Thế thì sao, tôi khuyên cô biết điều chút. Nếu không chiến thần đại nhân đến đây, cô đừng hối hận. Tiền bối ở đây, dù là nữ chiến thần đích thân đến, cũng phải hành lễ với anh ấy. Ai dám ăn nói ngu cuồng như vậy? Vân Vũ đại nhân đến rồi, con trai, mau hành lễ với Vân Vũ đại nhân. Vân Vũ đại nhân, cuối cùng cô cũng đến, tôi đợi cô khổ quá. Bái kiến Vân Vũ đại nhân, miễn lễ. Lẽ nào nữ chiến thần cũng biết thân phận anh ấy, cô ý phái người đến hỏi cưới? Cho hỏi chiến thần đại nhân hỏi cưới ai? Châu hiểu nhân, Châu thiếu gia. Không ngờ lại là tôi. Trương Tiểu Phàm, hôm nay mày chết chắc rồi. Tôi không nghe nhầm chứ? Chiến thần đại nhân muốn hỏi cưới anh ta hả? Đích thân chiến thần đại nhân đã nói chính là Châu hiểu nhân tiền bối. Sao mà sai được? Lẽ nào nữ chiến thần nhận nhầm người? Rõ ràng tiền bối là Trương Tiểu Phàm mà, sao lại người được hỏi cưới lại là Châu hiểu nhân? Bố, bố nghe thấy chưa? Con là chồng tương lai của nữ chiến thần rồi. Cái này gọi là gì? Vén mây mù để thấy. Vén mây mù để thấy mặt trời mọc. Vân Vũ, nhìn anh ta thế này, sao nữ chiến thần thích anh ta được chứ? Chiến thần thích ai? Tôi với cô không có quyền nghi ngờ. Mắt nhìn người của nữ chiến thần kém quá rồi đó. Thích, thích cả, loại tệ hại thế này hả? Trương Tiểu Phàm, trước mặt điện chấn thần, mày còn dám hỗ sự thế này à? Xem lát nữa tao xử lý mày thế nào. Vân Vũ đại nhân, mời cô ngồi bên cạnh. Đợi bố con tôi vài phút, tôi sẽ dọn dẹp sạch xưởng ốc vít để đón tiếp chiến thần đại nhân. Còn ngơ ra đấy làm gì, bắt hắn lại cho tôi, để tôi xem ai dám. Lý đại tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất là nên biết điều chút. Tôi là chồng tương lai của nữ chiến thần, đắc tội với tôi, tập đoàn Lý thị của cô cũng phải ăn đủ đấy. Tiền bối muốn giữ thân phận, không muốn so đo nhiều với anh, đừng tự tìm đường chết. Lại chúa, đại tiểu thư, cô còn bốc phét vậy nữa, tôi cũng sắp tin là thật luôn đấy. Lý tiểu thư, tôi khuyên nhà họ Lý đừng nên nhúng vào thì hơn. Vân Vũ, cô tưởng tôi đang cứu tiền bối hả? Tôi đang cứu điện chấn thần, người bình thường như anh ta làm gì được điện chấn thần chứ. Tiền bối, anh xem bọn họ ngu lâu rốt bền đi, hay là chúng ta đừng diễn nữa. Đúng, không diễn nữa, đi thôi. Với thực lực của tiền bối, đám người này chỉ như sâu kiến, vẫn chưa đủ tư cách để tiền bối ra tay. Đi. Chạy hả? Chạy đi đâu? Cái tay, cái tay. Trương Tiểu Phàm, có phải bây giờ mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình không? Tao là chồng tương lai của nữ chiến thần, đến tam đại gia tộc cũng phải nghe lệnh nữ chiến thần. Muốn đi hả? Được thôi. Nhưng mà tao muốn mày phải bò từ đây ra ngoài. Cơ hội thể hiện tốt thế này, các người không lên à? Loại khốn này không xứng để tôi ra tay. Các người không thể hiện thì để tôi. Hiểu nhân, hiểu nhân, thằng này mắt mọc ở mông hả? Cây đinh to vậy mà không nhìn thấy, chắc là thốn lắm. Hình như đây là đinh của tôi. Đáng đời, đây chính là hậu quả của việc đắc tội với tiền bối. Không phải chiến thần đại nhân nói Châu hiểu nhân là tiên nhân ẩn cư của đại hạ à? Sao thấy còn vô dụng hơn người bình thường nữa vậy? Vân Vũ đại nhân, tên này quái dị, cô phải lấy lại công bằng cho con trai tôi. Thôi bỏ đi, dù sao anh ta cũng là chồng chưa cưới mà chiến thần đại nhân đích thân chọn, nếu mình ngoảnh mặt làm ngơ thì không biết phải ăn nói thế nào với chiến thần. Ế, đừng đừng qua đây. Vân Vũ, tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ, nếu chọc giận anh ấy thì đến cả chiến thần đại nhân cũng không bảo vệ được cô đâu. Anh ta dám làm chồng chưa cưới của chiến thần bị thương thì phải trả giá. Nhược Lam, qua đây. Đại tiểu thư này, cô đừng chọc giận cô ta nữa, nhìn là biết cô ta rất lợi hại rồi, chắc chắn sẽ không ngủ như tên Châu hiểu nhân kia đâu. Yên tâm đi, cô ta đánh không lại ao cơ. Thế à, vậy thì tôi càng phải thử anh ta có chỗ nào kỳ lạ. Cô đừng qua đây nhé, tôi không khách sáo đâu đấy. Tôi thật sự không khách sáo đâu nhé. Đừng đừng đừng. Đừng đừng đừng. Tôi to rồi. Tiền bối, tiền bối, anh không sao.
Tôi không sao. Tôi nghe tiếng ngã mà. Cái này là cô làm hả? Vừa nãy là khí tức của tiên khí. Người phàm như anh ta sao lại có tiên khí được? Chắc chắn là Lý Nhược Lam. Vân Vũ là đại tướng số 1 dưới trường chiến thần, sao lại thua vậy? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Bố cũng không biết. Nhìn tôi cả làm gì? Không phải tôi làm. Thực lực của tiền bối quả nhiên mạnh mẽ. Khí tức mà thanh cờ lê kia vừa phát ra, nếu không nhìn nhầm thì chắc cũng là một tiên khí tối thượng. Đại tiểu thư, sao cô cũng nhìn tôi? Không phải cô làm hả? Tôi đâu làm gì đâu. Tiền bối, anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Mẹ nó, tôi có bí mật gì chứ? Lý Nhược Lam, tiên khí của nhà họ Lý tổn thất, nhiều nhất chỉ dùng được một lần. Để xem cô bảo vệ hắn kiểu gì. Tôi khuyên cô nên bình tĩnh lại nhé. Cô còn qua đây là tôi không khách sáo đâu. Vân Vũ, cô thật to gan. Vân Vũ, cô thật to gan. Bái kiến chiến thần đại nhân, không ngờ cô ấy lại là chiến thần. Không phải đang đóng phim ngắn hả? Toang rồi. Cô ấy tới tính sổ với mình rồi. Tìm cơ hội, chuồn lẹ thôi, dám đánh hiểu nhân tiền bối. Đại nhân, thuộc hạ không hề đánh hiểu nhân tiền bối, còn dám lươn lẹo. Nữ chiến thần đại nhân, cô hiểu lầm rồi. Tên phế vật Trương Tiểu Phàm kia đánh tôi đấy. Hắn ngang ngược. Trong sự, Vân Vũ đại nhân bị thương là vì hắn, đúng vậy. Hắn còn bắt tay với nhà họ Lý cướp mất xưởng office của tôi. Xưởng này là chỗ dựa của bố con tôi mà. Mong chiến thần đại nhân lấy lại công bằng cho chúng tôi. Chiến thần đại nhân, bố con nhà họ Châu nói lão tuyệt đối đừng tin họ. Chiến thần đại nhân, cô xem mắt tôi, chân của tôi đều do thằng phế vật Trương Tiểu Phàm này làm ra đấy. Là tự anh bù nhé. Mọi người nói Lý coi, cây đinh bự thế này mà anh không thấy, anh còn đổ tội lên đầu tôi hả? Trương Tiểu Phàm, nữ chiến thần đại nhân đã tới đây rồi, mày còn dám ngông cuồng như vậy à? Tao cho mày biết, lát nữa mày sẽ nếm mùi lợi hại thôi. Còn lão già ở ngoài cửa nữa, tao cũng sẽ không tha cho ông ta đâu. Anh là cái thá gì mà dám uy hiếp anh ấy? Nữ chiến thần đại nhân, cô làm gì vậy? Tôi là chồng chưa cưới của cô, Châu Hiểu Nhân mà. Anh cũng xứng có tên là Châu Hiểu Nhân hả? Vả mồm. Tên tôi là Châu Hiểu Nhân thật mà. Mọi người xem, tôi có căn cước. Anh tên là Châu Hiểu Nhân. Vậy tiền bối, cô gái này không giữ khóa, không nói thật sẽ an tác. Thế này, tôi giải thích chút. Hôm đó tôi thấy kỹ thuật của mình không tốt nên không dám nói thật với cô. Tôi không cố tình lừa cô đâu. Tôi tên Trương Tiểu Phàm, kỹ thuật. Tiền bối với nữ chiến thần có quan hệ này à? Tiền bối, tôi tới để hỏi cưới anh có bằng lòng gả cho tôi không? Tôi có nghe nhầm không? Nữ chiến thần muốn gả cho một công nhân vặn vít. Hỏi cưới, gả cho cô hả? Đột ngột dữ vậy sao? Tôi không phải người tùy tiện như vậy. Vậy anh có bằng lòng cưới em không? Chiến thần đại nhân, kết hôn cần đôi bên tình nguyện. Cô cầu hôn tiền bối, phải có lý do gì chứ? Vì anh ấy, tiên nhân ẩn cư ở đây, không chịu để lộ thân phận, không thể nói ra. Vì anh ấy đã hàn được thanh bảo kiếm cho tôi, thần khí thượng cổ kiếm hiên viên. Là tôi, là không ngờ anh Tiểu Phàm có thể hàn được cả tiên khí. Mình gặp anh ấy trước mà, quyết không để anh ấy cưới Lạc Ngọc Hành. Cô cầu hôn tôi, chỉ là vì tôi đã hàn được một thanh kiếm giúp cô, hả? Chiến thần đại nhân, tay nghề hàn của tôi hơn hắn. Tôi đề nghị đấu với hắn về tay nghề hàn. Ồn ào, kéo anh ta ra ngoài. Tôi có người chống lưng. Tôi. Bố làm màu gì chứ? Người chống lưng cho bố hơn nữ chiến thần được à? Chân tôi. Tiền bối, anh thấy thế nào? Anh có bằng lòng cưới em không? Tôi không đồng ý. Cô dựa vào đâu mà không đồng ý? Kết hôn thì cần phải đôi bên tình nguyện. Cô có thể cầu hôn, tôi cũng có thể. Cô có thân phận gì mà cũng dám so với chiến thần đại nhân? Bàn về thân phận, đương nhiên tôi không bì được. Nhưng bàn về những cái khác, chưa chắc tôi đã không bằng. Thế nên, cô muốn nói gì? Tiền bối, nhà họ Lý là một trong tam đại gia tộc đại hạ. Chỉ cần anh cưới em, thì sau này tiền của em sẽ là tiền của anh. Cô tưởng tiền bối là người ham tiền tài hả? Đúng vậy. Em dịu dàng chu đáo hơn chiến thần đại nhân. Cô ấy là phú bà. Nếu mình cưới cô ấy, thì đời này mình không cần phải lo gì nữa rồi. Tiền bối, nếu hai chúng ta cưới nhau, thì anh muốn gì sẽ có cái nấy. Xưởng thế này,
Em có thể tặng anh cả 100 cái. 100 cái hả? Tôi tặng 1.000. 1.000 cái hả? Thế thì tôi 10.000. Thế này đi, bây giờ tôi không thể quyết định mình cưới ai. Ờ, phải do ông nội tôi quyết định. Ông nội đâu? Ông nội, mau qua đây. Hai, bọn họ đều thích cháu. Cháu phải làm sao? Tiểu Phàm, cái này, cháu phải nghe theo trái tim mình. Ông cảm thấy, nữ, chiến thần rất khá. Chắc chắn có thể sinh cho cháu vài thằng cu bụ bẫm. Tiền bối, đại tiểu thư nhà họ Lý cũng được. Chuyện này ông không giúp được. Ông đi nhé. Vậy thế này đi, tôi nói câu công bằng, chuyện gì cũng có trước có sau, nhỉ? Vậy nếu nữ chiến thần đã tới trước thì tôi sẽ cưới cô trước. Rõ ràng là tôi quen tiền bối trước mà. Vàng nó đó rồi, tôi phải đi cho nó ăn. Vân Vũ, cô ở lại, nghe tiền bối sắp xếp, tôi về. Chuẩn bị hôn lễ. Chỉ cần các người chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội. Triệu thiếu gia, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho bố con tôi. Châu Hữu Tiền, đừng có chuyện gì cũng tới tìm tôi. Triệu thiếu gia, bọn tôi bị thương đều là vì anh cả đấy, anh không thể làm ngơ được. Tránh ra. Triệu thiếu gia, ở đại hạ có ai không biết nữ chiến thần là người phụ nữ của cậu, nhưng hôm nay cô ta tới cầu hôn thằng công nhân vận office ăn hại của xưởng tôi là Trương Tiểu Phàm kia. Hai bố con tôi vốn định ngăn cô ta lại, nhưng không ngờ. Không ngờ gì? Hắn nói Triệu thiếu gia là cái thá gì. Hắn muốn thì cướp người phụ nữ của anh thôi. Hắn ở đâu? Hôn lễ của tôi các người phải làm cho tốt tuân lệnh, hiến sức cho đại nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Chỉ là bọn tôi gặp chút khó khăn, mong chiến thần chỉ bảo thêm. Nghe nói chiến thần đại nhân đã sửa xong kiếm hiên viên, tam đại gia tộc bọn tôi cũng muốn sửa tiên khí mà tiên tổ để lại. Mong đại nhân chỉ bảo cho tiên nhân sửa được tiên khí. Vẫn luôn làm việc ở xưởng ốc vít của tập đoàn Lý Thị. Sao cơ? Ông Lý, ông vậy là vô hậu nhé. Nhà ông giấu tiên nhân, vì sao không nói với bọn tôi? Tôi cũng không biết. Thôi đi. Báo. Khởi bẩm chiến thần, Triệu Thâm Hải trở về từ nước ngoài, bây giờ đã đột phá địa tiên cảnh, đang tới xưởng ốc vít. Còn lên tiếng, muốn băm vằm Trương Tiểu Phàm. Hắn chán sống à? Truyền lệnh xuống, lập tức tới xưởng ốc vít. Chiến thần đại nhân, địa tiên còn con thôi mà, tiền bối không sao đâu. Hay là tôi đi xem trước. Lý Nhược Lan, tốt lắm, cứ nhiệt huyết như vậy. Vàng, bố tao nuôi mày nhiều năm vậy rồi, chưa được ăn bữa nào ngon. Bây giờ tao phát tài rồi, đổi cho mày bát cơm bằng sắt này. Không ngờ cậu chủ lại tặng cho mình tiên khí cực phẩm. Đời chó của mình lên hương rồi. Vì cậu chủ, mình quyết dốc hết sức mình, chết không hối tiếc. Vân Vũ, ăn cơm thôi, đừng làm nữa, ăn cơm thôi, ăn hả? Bữa cơm cuối cùng này, mày khỏi ăn đi. Bữa cơm cuối cùng này, mày khỏi ăn đi. Ơ trời, hai người còn dám tới hả? Trương Tiểu Phàm, tao cho mày biết, nữ chiến thần là người phụ nữ của Triệu thiếu gia. Mày dám lừa nữ chiến thần cưới mày, đáng tội gì hả? Gì? Ai? Triệu thiếu gia gì? Triệu thiếu gia là người thừa kế của nhà họ Triệu trong tam đại gia tộc. Mày dám lừa người phụ nữ của anh ấy, mày chết chắc rồi. Gì? Gì cơ? Người phụ nữ của Triệu thiếu gia hả? Dám bịa đặt trước mặt tiền bối. Cút ra ngoài. Triệu thiếu gia phất tay, là đã chữa khỏi vết thương của con trai tôi, còn truyền võ công đỉnh cao cho bố con tôi. Thực lực như vậy, tao khuyên mày nên biết điều đi. Triệu thiếu gia đã đột phá địa gì nhỉ? Địa tiên cảnh, có khả năng cứu người đã chết. Vứt ra ngoài, các người là cái thá gì? Gì vậy? Ma thuật à? Mà cũng dám động vào người của tôi. Đây là thuật kiểm soát nước của vua biển. Vung tay thôi là trời đất điên đảo, ngập cả thành phố. Thuật kiểm soát nước. Vân Vũ, họ không chém gió đúng không? Trước mặt tiền bối, những thủ đoạn này đúng là chỉ là ảo thuật. Tôi bảo là ảo thuật mà, làm tôi giật cả mình. Mày là Trương Tiểu Phàm à? Một thằng rác rưởi mà dám động vào phụ nữ của Triệu Thâm Hải đây. Cút qua đây, dập đầu ba cái cho bổn thần. Tao có thể suy nghĩ giữ cho mày được toàn thây. Dám đâm đặt tiền bối vào chiến thần đại nhân, đúng là to gan mà.
chỉ là một đứa võ vương cảnh mà dám la hét với bổn thần. Ôi trời, hiệu ứng này trông đáng sợ nhỉ. Lỡ biểu diễn thất bại, làm ai bị thương thì sao? Tôi phải lùi lại, né tránh chút. Tiên lực mạnh quá. Đánh anh ta đi. Không tự lượng sức. Không tự lượng sức. Không thể nào, võ vương kém địa tiên một cảnh giới lớn. Sao cô lại đấu nổi với tôi? Chỉ là địa tiên thôi. Có tiền bối ở đây, chân thần cũng phải chịu thua. Xem kìa, biểu diễn chuyên nghiệp thật, làm tôi giật cả mình. À ừ, cái tên kia mới là. À ừ, anh chờ chút, biểu diễn cho nhân viên của tôi sẽ trả tiền, tôi là giám đốc. Trương Tiểu Phàm, muốn chết à? Dám sỉ nhục cao thủ địa tiên, mày chết chắc rồi, tưởng Triệu công tử chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Triệu công tử, có tiên khí của vua biển Poseidon, giết mấy người cứ như dẫm chết kiến vậy. Tôi bảo mà, chắc chắn có đạo cụ ảo thuật. Thế này đi, anh đưa đạo cụ ảo thuật cho tôi xem thử, nếu như dễ dùng, tự mình tôi cũng mua một cái chơi. Tao nghĩ mày đúng là không tự lượng sức mà. Trương Tiểu Phàm à, tao khuyên mày quỳ xuống ngay, làm chó canh cửa cho Triệu công tử, nói không chừng anh ấy vui. Còn để mày được sống tới ngày anh ấy kết hôn với nữ thần. Mấy người, tôi bảo các anh biểu diễn ảo thuật, tôi trả chút tiền. Tốt biết mấy, sao mấy người cứ làm khùng làm điên vậy? Nếu mày nhất quyết muốn chết, tao sẽ cho mày tọa nguyện. Đệ tử Triệu Thâm Hải, mời. Bắt đầu rồi. Pháp Trượng Hải Thần. Hay lắm. Cái cây đinh bà này tuy hơi xấu, nhưng hiệu ứng biểu diễn đúng là đỉnh nóc mà. Các anh nói đúng không? Này, sao nằm gục hết vậy? Tầm nhìn khi ngồi xuống đúng là rộng hơn. Người có kinh nghiệm có khác. Không, Trương Tiểu Phàm, Triệu công tử còn chưa làm gì, sao mấy người đều quỳ xuống hết rồi? Đợi đã, hai người còn biết biểu diễn tung hứng à? Hai người đúng là nhóm hai người ăn ý. Thế này đi, chút nữa anh ấy làm ảo thuật, hai người thì biểu diễn xoay vòng. Ôi trời đất kịch trần, tôi nghĩ thôi cũng thấy hài. Quá trời là hài rồi. Vỗ tay. Tiên khí của tiên tôn đúng là đáng sợ, mình đã là địa tiên cảnh, sao còn bị phản phệ? Uy áp của tiên khí thượng cổ ở trước tiền bối cũng chả là gì. Hay lắm. Đứng dậy hả? Chúng ta chỉ xem thôi không đủ. À ừ, các anh tạm gác công việc lại đi, qua đây xem ảo thuật cho tôi. Nào. Ngồi xuống. Nào, bắt đầu biểu diễn đi. Trương Tiểu Phàm, hôm nay tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì đã đến thế giới này. Nghe đi, nghe lời dẫn kìa, đây là gì, chuyên nghiệp. Vỗ tay. Hành động hôm nay của mày sẽ khiến tất cả những người ở đây vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây. Cứ chờ, để xuống địa ngục sám hối đi. Chết đi. Anh Tiểu Phàm, cẩn thận. Anh Tiểu Phàm, anh không sao chứ? Hay lắm. Đỉnh nóc kịch trần. À ừ, anh tên Triệu công tử nhỉ, anh đúng là nhân tài. Vỗ tay. Hay, thêm lần nữa hay lắm. Quá đỉnh đi. Triệu công tử, đây là sao thế? Sao toàn bộ nước biển đều rơi vào bát chó đó hết rồi? Ngu dốt, tôi đây là thôn thiên thú thượng cổ, cộng thêm thôn thiên bát, hút cạn cả Thái Bình Dương còn được. Bát cơm chó này là tiên khí cực phẩm mà tiên tôn nói lại ở đây. À ừ, Triệu công tử, đấy là bát cơm chó thôi, không phải là tiên khí gì mà anh nói. Châu Hiểu Nhân, đi lấy bát cơm chó đó, qua đây cho tôi. Triệu công tử, tôi chỉ là phế vật thôi, sao tôi có thể lấy nổi tiên khí về đây? Tiên khí lưu lạc, chó cũng dùng nổi. Ý cậu là cậu còn không bằng một con chó à? Không. Cơ hội tốt để lập công đấy, mau đi đi. Đợi đã. Triệu công tử,
Nó cắn người đó. Nó cắn cậu, cậu không biết cắn trả à? Châu Hiểu Nhân, đến bát cơm chó mà anh cũng giật. Tôi không dám xem nữa, nhục đến mức này mà. Đi đi, tôi sẽ liều mạng. Con trai, thực lực sánh ngang địa tiên, thậm chí còn hơn cả địa tiên là thôn thiên thú thật, sao có thể chứ? Ban nãy, đâu ai làm gì anh ấy, sao, sao anh ấy lại bay qua đó rồi, không biết. Chả lẽ là điện giật? Tiểu Vương, đi kiểm tra đi, tôi sẽ đi ngay, mau lên. À ừ, cây đinh ba đó, hãy cất đi đi, lỡ như bị giật chết tôi không có tiền đền. Nơi này quá kỳ dị, nên nhanh chóng rời đi. Cất đi, sau này tính tiếp. Tiền bối, cô đến muộn rồi. Xin lỗi có ích gì, tiền bối Tiểu Phàm đã giải quyết xong rồi, giờ cô mới đến. Không, đừng hiểu lầm, ý tôi là cô mới bỏ lỡ một màn biểu diễn vô cùng gây cấn. Nếu tiền bối thích biểu diễn của anh đừng đi nữa. Người đâu, bắt anh ấy lại. Ai dám? Địa tiên cảnh, bây giờ tôi và cô có chung cảnh giới. Cô nghĩ cô thẳng nổi tôi sao? Chỉ là địa tiên thôi mà cũng muốn làm loạn ở đại hạ. Hiên viên kiếm của tôi chuyên dùng để giết thần. Người đâu, hãy phế tu vi của anh ta đi. Đừng qua đây. Lạc Ngọc Hành, tôi nói cô nghe, sư tôn tôi là vua biển Poseidon, hôm nay cô dám đánh tôi, hôm khác sự tôn tôi sẽ san bằng đại hạ. Vua biển Poseidon, tôi có quen này. Nếu quen biết còn không mau. Cái tên thơ đó đã diễn vậy này. Mày đúng là vô tri. Sự tôn tôi là vua biển Poseidon, là tiên vương phương Tây. Dù bọn mày có tiên khí thì sao chứ? Ở trước sự tôn tao, toàn bộ bọn bay đều yếu như sen. Đúng, đúng. Nhưng mà anh đó, diễn sâu quá, diễn sâu thật đó, giám đốc. Giám đốc. Giám đốc, ban nãy, nhà ăn bị điện giật, do cầu dao sập. Cầu dao sập, toi rồi, cơm của tôi. Cầm lấy đi, cơm. Trên đời này, người duy nhất có thể khinh Poseidon, vua biển, chỉ có anh Tiểu Phàm thôi nhỉ. Có tiền bối ở đây, dù là tam đại tiên vương của phương Tây tề tự, cũng chỉ có thể thôi, Lạc Ngọc Hành. Hôm nay, các người, sỉ nhục tôi. Hôm khác tôi sẽ đáp trả gấp trăm lần. Thân là đích tử của nhà họ Triệu, thuộc tam đại gia tộc đại hạ, lại bái sư tiên vương phương Tây, quên mất cội nguồn, còn mong có ngày khác à? Con trai. Bố, con bị sao thế? Con trai, con bị chó đánh. Cái gì, con bị chó đánh sao? Đi thôi. Triệu công tử, đợi đã. Triệu công tử, mau lên, mau đi, Triệu công tử. Người trẻ tuổi, không biết quy tắc, vừa vào cửa, không đăng ký, gọi lại không kịp, giờ lại định đi, tôi bị trừ lương, thì phải làm sao, tên khốn. Không muốn chết thì cút đi, Triệu công tử, lão già này, là ông của Trương Tiểu Phàm. Ông Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm có thôn thiên thú, giết không được hắn, vậy tôi sẽ giết ông trước, để chút giận. Cẩn thận. Mọi người không ăn cơm à? Ông ơi! Ông! Dòng chảy không gian chậm lại. Đây là tiên vương ư? Ông à! Ăn cơm thôi! Đại hạ còn có tiên vương ư? Không phải họ đều đã hy sinh trong cuộc chiến diệt thần hồi 2 năm trước sau? Hèn gì anh Tiểu Phàm mạnh như vậy? Thì ra là di truyền gia tộc. Ông Trương à! Chúng tôi sai rồi! Ông Trương, chúng tôi sai rồi, bớt nói nhảm. Tên, số căn cước, điện thoại, mau đi đăng ký đi. Đợi đã. Đừng đi. Làm gì thế, đừng qua đây, tôi tránh ra, cản đường khóa. Chỗ này đã bị sức một đường. Chỗ này, bị lõm vào. Anh đó,
tự nhiên đâm vào tường làm gì? Tôi còn chưa gom đủ tiền xính lễ để kết hôn với nữ thần, bây giờ còn phải bỏ tiền sửa tường. Triệu Thâm Hải, Châu Hữu Tiền, Châu Hiểu Nhân, tính đỉnh kiểu gì? Mày, tao, anh muốn sao cũng được. Một vết xước, 100 tệ. Nguyên mảng tường này ít nhất cũng phải vài nghìn. Tôi sẽ chịu thiệt thòi chút. 10.000 thôi, Quách Mã, trả tiền. Ai trả trước? Anh trước, mặt anh đen nhất. Mau lên, tôi. Đây là anh tự trả đó nha. Con. Người thứ hai, anh. Học hỏi đi, mau lên, tôi sẽ trả. Người cuối cùng, ông. Không, không. Làm gương, học hỏi đi, chờ đó cho tôi. Làm tốt lắm, đi được rồi. Ông à, bây giờ dễ kiếm tiền quá. Nhớ chia một nửa cho ông nhé. Được thôi. Chạy. Tu vi của hắn đã bị tôi phế một nửa tôi. Không gây ra được ảnh hưởng gì cho đại hạ. Tha mạng cho hắn, sau này còn có ích. Bái kiến tiền bối. Một lão già canh cửa thôi, có gì để chờ đâu. Với tu vi của ông và anh Tiểu Phàm, nếu có thể canh giữ biên giới, sẽ bảo vệ được hòa bình cho đại hạ. Canh giữ biên giới. Đi theo tôi, có vài việc đã đến lúc phải biết rồi. Mọi người nói gì vậy? Sao tôi không hiểu vậy? Cô hiểu rồi sao? Này đợi đã. Các cô có biết sao tôi với Tiểu Phàm phải ở lại xưởng office này không? Cháu biết ông bảo cháu vặn office, kiếm tiền, cưới vợ sao? Im miệng. Nếu không phải để bảo vệ cháu, ông đã ăn sung mặc sướng, lao du tứ phương. Tiểu Phàm vẫn còn ngây ngô, nó không thể kiểm soát tiên lực trong cơ thể. 20 năm trước, tôi cùng các tiên vương đã phải trả cái giá đắt mới miễn cưỡng phong ấn được. Mấy năm nay, để nó ở đây làm ốc vít cũng là để tiêu hao tiên lực tràn ra của nó. Thực ra, Tiểu Phàm chính là tiên đế. Tiên đế. Vốn chỉ cho rằng anh Tiểu Phàm là tiên vương, không ngờ lại là tiên đế. Tiên. Ông già, cháu nghi ngờ ông đang diễn, ông muốn hút thuốc thì nói. Cháu đi mua. Tiên đế gì chứ? Ông không rảnh thế đâu. Vàng. Đây là thôn thiên thú. Còn cả chúng mày, mấy tên nhóc này cũng nên thức tỉnh rồi. Bái kiến tiên đế. Toàn là thượng phẩm, tiên khí cực phẩm. Biết nói chuyện. Thế giới này ngày càng huyền diệu. Tiêu rồi, tiêu dỗ, địa chấn thần ban lệnh truy nã, muốn bắt chúng ta, thế này phải làm sao? Con nói xem làm thế nào. Im đi. Triệu thiếu gia, cuối cùng cậu đã tỉnh. Triệu thiếu gia, chuyện tới nước này, chỉ có thể mời sư tôn cậu tới đây, có lão giả cấp tiên vương đó. Còn có một bát thần chuyên khắc sư tôn tôi, cho dù sư tôn đích thân tới, vẫn không đánh lại. Có rồi, chúng ta trộm bát cơm chó đó về đây, là được mà. Có mặt con thần thú đó, ai trộm được? Con không trộm được, có người trộm được. Nếu cậu còn vòng vo, tôi bóp chết cậu. Tôi nói, Vương Phi Phi, cô ta là bạn gái cũ Trương Tiểu Phàm, cô ta từng cho con chó đó ăn, cô ta có thể trộm bát cơm chó đó. Mang cô ta tới đây. Tôi còn phải gặp khách hàng lớn, có việc gì nói mau lên. Vương Phi Phi, cô dám cắm sừng tôi, anh còn chẳng đấu lại tên ăn hại Trương Tiểu Phàm, còn muốn tôi một lòng một dạ với anh. Tôi phải giết cô. Cô, mang bát chó của Trương Tiểu Phàm tới đây cho tôi. Anh là cái thá gì? Vương Phi Phi, đây là Triệu thiếu gia của nhà họ Triệu, cô không muốn sống nữa à?
không nói sớm. Chỉ cần một câu của Triệu thiếu gia, bảo tôi làm gì cũng được. Đi thôi. Nhìn thấy con chó đó không? Lấy bát ăn trước mặt nó. Qua đây cho tôi. Vàng thân với tôi lắm. Trộm cái bát cho chó mà thôi, đơn giản. Nhưng một triệu anh đã hứa với tôi, không được thiếu đồng nào, yên tâm. Đúng rồi, Triệu thiếu gia còn dặn. Cho nó ăn. Lọ hạc đỉnh hồng này. Chuyện nhỏ. Con chó đáng chết. Tao không đánh lại mày, tao còn không thể hạ độc cho mày chết à? Vàng. Ngoan. Đừng lên tiếng, chị mang đồ ăn ngon tới cho em đây. Mày, sau này tên là Cơ Lê Thiên Đạo. Mày, tên là Đinh Trảm Tiên, Búa Lôi Thần. Còn mày, tên là Kéo Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Đa tạ chủ nhân giáng, pháp tắc thiên đạo, không có gì, đều là người mình. Nếu ông nội cho mình biết mình đỉnh thế này từ sớm, sao mình có thể để Vương Phi Phi cũng mất tiền cứu vợ của mình? Vàng sủa gì vậy? Nhân phẩm của cô còn không bằng con chó, bỏ độc thì bỏ độc, còn nói là món ngon, chó. Biết nói chuyện. Vãi nhái. Đây chính là cảm giác lời nói ra có phép mang theo đó hả? Mình nhắc Vương Phi Phi. Lập tức đưa cô ta tới đây. Vương Phi Phi. Cô nằm đây làm gì? Chó. Chó biết nói. Chó biết nói gì chứ? Trả tiền. Tôi tới để trả tiền anh. Thật hả? Trả đi. Trương Tiểu Phàm, lần này chúng ta kết thúc hoàn toàn đi. Anh tính xem bao nhiêu tiền, tôi trả hết cho anh. Cô đợi đó, tôi đi tính cho cô. Tiên Vương, cá mắc câu rồi. Được rồi, Vàng. 20 năm trước, đại chiến phong ấn, chư tiên phương Tây đều tham sống sợ chết trốn đi. Lần này, chúng ta tương kế tự kế, dụ bọn họ ra, rút lấy tiên lực của bọn họ, lại truyền vào cơ thể Lạc Ngọc Hành và Lý Nhược Lam, để họ điều hòa âm dương với Tiểu Phàm. Như vậy, ông già này cũng có thể giải thoát được rồi, phải không, Vàng? Vương Phi Phi, mấy năm nay tiền tôi để ở chỗ cô là 155.000. Người đâu? Đi rồi. Đi rồi hả? Đồ lừa đảo này. Thằng bất hiếu, lại dám đắc tội nữ chiến thần. Mày muốn nhà họ Triệu chết chung với mày à? Bố, điện chấn thần nhỏ nhoi mà thôi, có gì đáng sợ. Sư tôn của con đã đồng ý với con rồi, chỉ cần có thể giúp ngài ấy lấy lại tiên khí cực phẩm mà ngài ấy cần, sẽ giúp nhà họ Triệu chúng ta đoạt lấy đại hạ. Tiên khí cực phẩm của đại hạ đã bị hủy hết vào 20 năm trước, đâu ra còn có tiên khí cực phẩm gì nữa. Tới rồi đây thôi. Triệu thiếu gia, Triệu thiếu gia, tiên khí. Quả thật là tiên khí cực phẩm. Triệu thiếu gia, giờ mời vua biển đại nhân giáng lâm rồi nhỉ. Tham kiến sư tôn. Nhanh như vậy đã tìm được thần khí. Cậu làm khá lắm, sư tôn. Hiện giờ chiến thần đại hạ Lạc Ngọc Hành đã tới địa tiên cảnh. Ngoài ra còn một tiên vương ẩn sĩ. Xin sư tôn ra mặt. Tôi âm thầm tu luyện nhiều năm, thực lực đã đạt tới tiên vương đỉnh cao. Bọn họ không đáng phải sợ. Cậu đi tập hợp toàn bộ cao thủ đại hạ. Tôi muốn một bè bắt gọn hết bọn họ. Tiên vương, hiện giờ cao thủ của hai đại gia tộc cũng sẽ tới sừng ốc vít. Tôi sẽ cố hết sức giữ chân họ. Đến lúc đó, nhờ tiên vương tùy cơ hành động, ra tay viện trợ. Ông đi chuẩn bị đi. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân ra tay. Vâng. Tốt lắm. Bố, sau ngày hôm nay, nhà họ Triệu chúng ta sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất đại hạ. Tốt. Đây chính là tứ tướng quốc gia. Khí chất này đỉnh quá. Một người này đã có thể vô địch thiên trong một lần tận bốn người tới. Bái kiến, chiến thần đại nhân. Tôi bảo mọi người tới vạn vít, không phải tới đánh nhau.
Đứng lên. Gì ấy nhỉ? Chúng ta nói trước nhé, mọi người ở đây vẫn vít, một ngày. Tôi chỉ lo hai bữa. Tiền bối Tiểu Phàm, họ rất dễ nuôi, một ngày một bữa là được. Còn ác hơn cả tôi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi, được. Mọi người vào trong đi. Tôi chỉ nói một lần thôi, nhìn rõ nhé. Tay trái, phải vững, tay phải ngầu. Nhìn kỹ đây. Bước cuối cùng, qua đây. Có cảm giác thoải mái không có bó. Đây, thử xem, mọi người tự thử xem. Anh phải có cảm giác sức mạnh. Được đó, mấy người này rất thông minh. Tiếp tục, giám đốc ở đâu? Còn không mau ra đây nghênh đón, mạnh miệng lắm. Bớt giận, hòa khí sinh tài. Đừng ảnh hưởng tôi làm ăn. Cô làm việc trước đi, tôi đi tiếp đãi. Các ông chủ, chào mọi người, hoan nghênh ghé qua. Nữ chiến thần nói, trong xưởng office này có tiên nhân, nhưng sao tôi thấy không giống. Đúng thế, nơi đổ nát này nào giống có tiên nhân. Bố, hai chú, mọi người đã tới. Con giới thiệu với mọi người, người này là giám đốc xưởng office, cũng là tiên nhân mà con nói. Anh Tiểu Phàm, cậu ta hả? Tiên nhân? Tôi thật sự là tiên nhân, ông nội tôi còn nói tôi là tiên đế. Nhược Lam, cháu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta, nào giống tiên nhân. Cháu gái, lúc nào rồi còn nói đùa. Mau lên, mời tiên nhân thật sự ra đây. Bố, thời buổi này nói thật mà sao không ai tin thế. Thật sự là tôi, bố, sao con lại lừa mọi người, phải tiên nhân hay không? Mọi người vào trong xem là biết mà, đúng. Thôi vậy, nếu đã tới rồi, chúng ta vào trong xem đi, tôi muốn xem. Xưởng office vớ vẩn này, có điểm đặc biệt nào? Tới đây, mời ba quý ông vào bên trong. Tôi không nhìn nhầm chứ, tư tướng quốc gia ở đây. Nữ chiến thần cũng ở đây, đây lãnh đạo cấp cao đại hạ đều ở đây. Lẽ nào, điểm cuối của vũ trụ là vào xưởng. Tiền bối Tiểu Phàm, anh xem em làm thế nào. Được. Mời tiền bối nghiệm thu. Khá lắm, đáng được khích lệ. Đến chiến thần đại nhân cũng gọi cậu ấy tiền bối. Lẽ nào cậu ấy thật sự là tiên nhân? Không thể nào. Tiền bối, vừa rồi là tôi nói chuyện hơi lớn tiếng. Tôi kiểm điểm. Vừa rồi tôi đã đánh giá thấp tiền bối, là tôi có lỗi với ngài, chỉ cần ngài có thể sửa lại tiên khí cho chúng tôi. Tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Không ngờ lãnh đạo cấp cao của Điện Chấn Thần cũng ở đây. Chỉ cần một mẻ bắt gọn bọn họ, đại hạ sẽ là của nhà họ Triệu. Chuẩn bị đầy đủ, mau tới đây. Muốn sửa cũng được, có điều. Tiền bối, ngài muốn bao nhiêu cứ việc nói, chúng tôi cố gắng thỏa mãn, dù gì mình cũng là giám đốc. Tự mình sửa, lấy 500 tệ, không quá đáng nhỉ. Con số này, chỗ này với việc sửa thần khí, quả thật không đắt, nhưng hiện giờ, gia tộc không có nhiều tiền mặt như vậy. Ở đây có 100 triệu tiền đặt cọc, chỗ còn lại, sau này, chúng tôi đích thân đưa tới cho ngài. Bao nhiêu? 100 triệu, tiền bối Tiểu Phàm. 100 triệu. Anh Tiểu Phàm, sửa tiên khí, cũng là đại ân nhân của nhà họ Lý. Nhưng vừa rồi, tôi muốn lấy 50 tỷ thì 50 tỷ. Nhà họ Lý, khoanh ra bại sản, cũng gom đủ cho ngài. Mấy người bắt nạt người khác, nhà họ Lưu cũng bằng lòng, bỏ ra 50 tỷ, xin tiền bối ra tay. Sửa tiên khí, mấy ông cũng 50 tỷ. Ông nội, phát tài rồi. Dâng trà cho ba vị khách quý. Các vị khách quý, đợi một chút cho tôi 10 phút, tôi đảm bảo sửa, giống hệt. Tiền bối Tiểu Phàm, sửa tiên khí tại chỗ, đây là cơ hội học tập hiếm có cỡ nào. Tiền bối Tiểu Phàm, em có thể quan sát không? Qua đây đi, tôi dạy cô. Vâng. Cẩn thận. Cô thử xem. Không đúng. Tư thế tay không đúng, là thế này sao? Góc độ không đúng, thế này. Để tôi. Cô xem, chỗ này. Đúng rồi, nào. Cô xem. Anh Tiểu Phàm, em cũng muốn học. Tôi đã hẳn xong rồi. Không phải vẫn còn hai cái nữa à? Anh dạy em, đừng làm phiền chồng trước cưới của tôi sửa đồ. Chỗ còn lại để tôi tự làm được rồi. Các qua bên xem đi. Vâng, qua bên xem. Vậy mà đều là tiên khí. Nhiều tiên khí thế này, không biết tiền bối là vị cao nhân nào. Không phải đại hạ không còn tiên khí nữa sao? Sao nơi này lại có như thế này? Hôm nay còn có tiên khí cực phẩm.
con trai mình và tên Vương Phương Tây tới đây, không phải sẽ mất mạng sao? Không được, tuyệt đối không thể để họ tới nạp mạng. Không cần thông báo nữa, bố, hôm nay bọn họ đừng ai mong rời đi. Bố không cần thông báo nữa, bọn họ không ai đi được đâu. Thằng danh này, đừng ai mong rời đi. Mau đi đi, đi. Bố, nhà họ Triệu chúng ta sắp trở thành chủ của đại hạ, vì sao phải đi chủ của đại hạ? Nhà họ Triệu muốn thay thế Điện Chấn Thần à? Triệu Khuông, ông dã tâm không nhỏ nhỉ. Không phải, mọi người nghe nhầm rồi. Ý con trai tôi là thề chết bảo vệ đại hạ, phó tá Điện Chấn Thần. Con trai, đúng không? Đừng gây chuyện, mau đi đi. Đừng nhận hèn, mau đập đi. Bố, con có biết sợ bao giờ chưa? Vì cơ nghiệp nhà họ Triệu, con phải giết bọn họ. Ý tao là như vậy sao? Trời ạ, bố, con hiểu ý của bố rồi. Bố sợ con mềm lòng mà nương tay chứ gì. Bố yên tâm, hôm nay các người đều phải chết. Tiêu rồi. Triệu Thâm Hải, bố anh nói lớn tiếng như vậy, chúng tôi còn nghe thấy. Anh bị điếc sao? Trương Tiểu Phàm, không còn tiên khí, mày chẳng là cái thá gì hết. Tiên khí duy nhất của mày đã bị cướp đi rồi, lấy gì ra chống lại Triệu công tử đây? Tiên khí đầy ra đây đấy còn gì. Không được, không thể để Thâm Hải tiếp tục sai thêm nữa, nếu không cơ nghiệp nhà họ Triệu đều sẽ tan tành mất. Chiến thần đại nhân, con trai tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, theo học với vua biển Poseidon, bị thần linh phương Tây tẩy não, quên mất đại nghĩa quốc gia và lễ nghi liêm sỉ. Thuộc hạ sẽ đưa nó về tự kiểm điểm lại ngay. Thằng danh này, theo tao đi về. Bố, bố sợ gì chứ? Hôm nay con đã mời vua biển Poseidon tới rồi, đừng nói là nữ chiến thần đại hạ đang ở đây, dù lão già Trương Đạo Sơn đó có tới cũng phải chết thôi. Mày, bọn họ có thần khí cực phẩm đấy. Tiên khí duy nhất của bọn họ đã bị chúng tôi trộm đi rồi. Không còn tiên khí, chỉ còn nước để Triệu công tử tùy ý xử lý thôi. Các người, bố, rốt cuộc bố muốn nói gì? Ta muốn nói là sư tôn, học trò của ta, sao con lại có người bố hèn nhát tới vậy cơ chứ? Kể từ hôm nay, nhà họ Triệu sẽ do Triệu Thâm Hải làm chủ. Đa tạ sư tôn. Các người chết chắc rồi. Tiêu rồi. Vua biển Poseidon, tiên vương thượng cổ từng lập khế ước, thần linh các nước không được xen vào chuyện của nhau. Ông xông vào đại hạ, không sợ lời nguyền phản phệ hay sao? Tiên vương đại hạ không chết thì bị thương, khế ước bây giờ chỉ còn là một tờ giấy vụn mà thôi. Khế ước chỉ ràng buộc khi cả hai bên đều có tiên vương quản lý mà thôi. Nay đại hạ chỉ còn một tiên vương bị trọng thương mà thôi, khế ước cũng chỉ còn là một tờ giấy vụn. Kẻ nào nghe ta sẽ được trường sinh, kẻ nào không nghe thì phải chết. Con cá chết tiệt nhà ông, tôi thấy người phải chết là ông thì có. Nhân dân đại hạ quyết không thần phục, nguyện cùng tiến cùng lùi với chiến thần. Được lắm, đã không thần phục, vậy thì chết hết cả đi. Tiền bối Tiểu Phàm, ông ta là cao thủ thiên tiên cảnh, trông cả vào ngài đấy, dựa vào mình cái gì chứ? Vân Vũ, phải thực chiến mới giúp cô nâng cao thực lực được. Tôi giao vua biển Poseidon cho cô đấy, cô đi tiêu diệt ông ta đi. Ngài bảo một người võ vương cảnh như tôi đi đấu với tiên vương cao hơn tôi 3 cấp ấy hả? Không sao, cứ dùng cái này làm vũ khí. Đi đi. Đây, cô còn không hiểu sao? Tiền bối đang cho cô cơ hội đấy. Tiền bối cho mình dùng tiên khí, lẽ nào muốn mình lĩnh ngộ tiên lực, từ đó đột phá địa tiên cảnh? Đa tạ tiền bối. Chỉ một võ vương cũng dám đấu với bổn thần cơ à? Không ngờ đó lại là tiên khí. Đánh đi, thú vị lắm, dù cô có tiên khí cũng chỉ là một võ vương mà thôi. Dưới chân thần linh toàn là kiến cỏ. Trước mặt sư tôn của tôi, đừng nói là một võ vương nhỏ bé như cô, dù Lạc Ngọc Hành có đích thân ra tay cũng phải chết mà thôi. Giờ thì các người biết thực lực của tiên vương cảnh rồi chứ? Vua biển Poseidon mạnh tới vậy sao đến tiên khí cũng không phải đối thủ của ông ta? Để tôi, có là ai lên cũng bị tôi nghiền nát trong phút chốc thôi. Lạc Ngọc Hành, đừng trách tôi không nhắc nhở cô cũng chỉ vừa đạt tới địa tiên cảnh thôi, dù cô có kiếm hiên viên thì cũng được gì chứ. Nữ chiến thần, đợi cô thất bại, sẽ chẳng còn ai bảo vệ đại hạ nữa rồi. Triệu công tử, đợi chuyện này kết thúc, có thể giao hắn ta cho tôi được không? Tôi muốn hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Trừ Lạc Ngọc Hành khác, những người còn lại tôi giao cho cậu cả đấy. Ai nói cô ấy chỉ có kiếm hiên viên? Không phải các cô nói đây đều là tiên khí sao? Cho cô dùng cả đấy, đánh hắn đi. Gì chứ? Trương Tiểu Phàm, anh bị dọa tới điên rồi đấy à? Đem một đống sắt vụn ra làm tiên khí sao? Tiêu rồi. Đây. Mấy thứ này đều là tiên khí thật sao? Tiên vương phương Tây cũng không chịu nổi một đòn. Không thể nào. Đây là vua biển Poseidon, tiên vương phương Tây đấy. Sao có thể nói thua là thua được? Vợ chưa cưới của tôi lợi hại quá. Triệu Thâm Hải, Châu Hiểu Nhân, Châu Lột Sa, lần này các người tiêu đời rồi. Người tiêu đời là các anh thì có. Ai nói tôi thua chứ? Chỉ cần nhấn chìm cả đại hạ, không lâu nữa thôi, đại hạ sẽ là địa bàn của tôi rồi. Lạc Ngọc Hành, dù cô có nhiều tiên khí đến đâu cũng làm được gì. Không còn cái bát cho chó ăn có thể khắc chế sư tôn đó. Để tôi xem các người chống lại nước biển ngút trời của sư tôn tôi được nào. Các người đã chọc giận tôi rồi, giờ dù các người có đầu hàng, bổn tiên tôn cũng không tha cho các người đâu. Chiến thần đại nhân, giờ phải làm sao đây? Giờ có đánh bại được vua biển Poseidon cũng vô ích. Thứ có thể cứu đại hạ bây giờ chỉ có, không phải chỉ là một cát bát ăn của chó thôi sao? Tôi làm ra một cái không phải được rồi à? Triệu Thâm Hải, sư tôn, tôi biết anh ta có tiên khí, cũng đâu ngờ có thể tay không tạo ra tiên khí được chứ. Tay không tạo ra tiên khí với Tiểu Phàm tiền bối không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Vậy tôi đành phải ra tay trước rồi. Đại Hoàng, giao cho mày đấy. Chạy mau. Ông là chuẩn tiên đế? Không thể nào. Sau trận chiến thượng cổ, rất nhiều tiên vương đại hạ đều không giữ được thực lực hoàn chỉnh. Sao ông có thể là chuẩn tiên đế được? Chỉ một tiên vương nhỏ bé cũng dám xâm phạm đại hạ à? Ông nội, sao ông lại mạnh thế? Không ngờ ông nội của tiền bối Tiểu Phàm không phải tiên vương mà là chuẩn tiên đế. Đại hạ chúng ta có ông Trương bảo vệ, sợ gì lũ tép diêu phương Tây chứ? Tôi là tiên vương phương Tây, các người không được bắt tôi. Chỉ một tiên vương nhỏ bé, còn chẳng bằng con chó tôi nuôi nữa. Ý ông là sao? Ý ông nội tôi là ông còn chẳng bằng con chó nhà chúng tôi nữa. Cậu, các người, chờ đó đi. Đợi tôi tìm được thượng đế, tôi sẽ còn quay lại. Đi thôi. Ông nội, bọn họ. Được rồi, cháu phải lo chuẩn bị đám cưới cho hai đứa đi. Ông thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Ông thấy hôn lễ của cháu và Lạc Ngọc Hành hay là tổ chức luôn tối nay đi. Ông đổi chủ đề nhanh quá rồi đấy, tuân lệnh chuẩn tiên đế, cháu xem người ta ra đời chưa kìa. Nhưng mà sau này không được gọi ông là chuẩn tiên đế nữa. Cháu đã lấy Tiểu Phàm rồi thì gọi ông nội theo nó luôn đi. Được, ông nội, ông nội. Có chuyện này cháu không hiểu, bọn họ làm nhiều chuyện ác, sao ông không bắt hết bọn họ lại thế? Hiếp người quá đáng, hiếp người quá đáng. Nữ chiến thần đã không so đo với chúng ta, hay là chúng ta xin lỗi cho xong chuyện đi. Dù gì bố anh cũng là ông chủ nhà họ Triệu, nữ chiến thần sẽ không làm khó chúng ta quá đâu. Im ngay cho tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn chưa thua đâu. Dù sư tôn có bị bắt thì sao nào? Trong thần điện phương Tây vẫn còn hai đại chủ thần đang ngủ say. Hai người bọn họ, bất cứ ai cũng mạnh hơn sư tôn rất nhiều. Nghe đồn thần điện phương Tây còn có thượng đế và sa tăng. Hai người họ, một người quản lý thiên đường, một người quản lý địa ngục, lẽ nào chuyện này là thật sao? Tất nhiên là thật rồi, nhưng mà muốn mời bọn họ ra, không có tiên khí là không được. Thượng đế vĩ đại, tín đồ trung thành của người dùng tiên khí dẫn đường, cầu xin người xuất hiện, ánh sáng của người sẽ chiếu khắp đại địa này. Trên người cậu có hơi thở của vua biển Poseidon. Thượng đế đại nhân, tôi là đệ tử của vua biển Poseidon. Sư tôn vốn định chiếm lĩnh đại hạ, để đại hạ cũng được hưởng hào quang của người, nhưng lại vô tình bị người ta bắt lại. Kẻ nào dám bắt cậu ấy là một vị chuẩn tiên đế. Ông ta chỉ miễn cưỡng đột phá lên mà thôi. Ta và Sa Tăng sống ở thần giới cả ngàn năm, sớm đã đột phá đến thời kỳ đỉnh cao của tiên vương cảnh rồi. Chúng tôi mà liên thủ lại, giết ông ta không thành vấn đề đâu. Chỉ cần người ra tay, nhất định sẽ cứu được sư tôn. Tiên khí này cũng không tệ, ta sẽ nhận nó. Tiên khí này có một mùi thơm nhẹ,
vừa hay ta đang thiếu một tiên khí để uống rượu, dùng nó để uống rượu cũng được. Sao nào? Không phải, chỉ là thần khí này, nếu đã đem tặng thì im miệng cho ta. Tiên khí này cũng không tệ. Đây là hào quang thiên sứ, nó cũng là một món tiên khí, ta ban nó cho cậu đấy. Ngoài ra, tu vi của cậu chưa đủ, ta muốn thăng cấp cho cậu lên thiên tiên cảnh. Đa tạ thượng đế. Giờ ta sẽ hợp tác với Sa Tăng đi cứu vua biển Poseidon, các cấp cao còn lại của đại hạ giao lại cho cậu đấy. Dạ. Lạc Ngọc Hành, lần này cô chết chắc rồi. Ôi trời, hội trường sang trọng như thế này sao? Phải tốn hết bao nhiêu tiền đây chứ? Lạc Ngọc Hành, phải tập tiết kiệm đi thôi. Này, anh là ai? Tôi ư? Tự mình nhìn đi, giám đốc nhà máy. Anh có biết đây là đâu không? Tôi biết chứ, hôn lễ của nữ chiến thần đây mà. Biết mà anh còn dám tới sao? Người tới dự tiệc có ai không phải thuộc giới thượng lưu không? Một giám đốc nhỏ bé như anh có đủ tư cách không? Phải đấy, ai ở đây cũng sở hữu tới mấy chục tỷ, anh có không? Tôi thì không có nhiều tiền như vậy, nhưng các người sở hữu tới mấy chục tỷ, đã đi tiền mừng chưa thế? Tiểu tử vô tri, sao nữ chiến thần lại quan tâm chút tiền ít ỏi đó được? Vậy tức là không được rồi, các người định ăn trực sao? Hết ngồi đáy giếng, sao hôn lễ của nữ chiến thần lại để anh trà trộn vào chứ? Tôi cũng đang thấy lạ đây, sao hôn lễ của nữ chiến thần lại để kẻ không đưa tiền mừng đi vào đây vậy? Không đưa tiền mừng thì không có tư cách uống rượu đâu. Anh, sao lại để một tên nhà quê vào đây vậy chứ? Chỗ này có ai quản không? Thị vệ của chiến thần đâu? Bọn họ không quản à? Bây giờ xin mời chú rể lên sân khấu. Xin mời chú rể. Sao chú rể còn chưa tới vậy? Lẽ nào ngủ quên rồi à? Tôi nghe nói chồng của nữ chiến thần là một nhân vật vô cùng tầm cỡ, chắc lúc này vẫn đang trên đường cũng nên. Chú rể có ở đây không? Chú rể, gọi, gọi mình sao? Chú rể có ở đây không? Tới ngay. Là tôi. Xin lỗi, vừa nãy tiếng vỗ tay ồn quá, tôi nghe không rõ. Anh là chú rể? Chứ không thì ai, ăn nói lung tung. Chồng của chiến thần là tiên nhân, một giám đốc nhà máy ốc vít quèn như anh cũng mơ làm thần tiên à? Anh trà trộn vào đây ăn trực thì thôi, chiến thần cũng không so đo với anh, nhưng anh cũng đừng mạo danh chú rể chứ. Người đâu, lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Đợi đã, đợi đã, tôi là chú rể thật mà. Lạc Ngọc Hành không cho các người biết tên tôi sao? Tên của chiến thần mà anh cũng dám gọi thẳng à? Có gì mà không gọi được chứ, cũng chỉ là tên người thôi mà. Chiến thần là người bảo vệ đại hạ, địa vị vô cùng cao quý, người thường không so với tới. Đừng nói là tên, dù là nhìn cũng không được tùy tiện nhìn nữa. Chiến thần đã như vậy, càng đừng nói đến chồng của chiến thần. Đó là tiên nhân độc nhất vô nhị ở đại hạ này, chỉ có người đó mới bảo vệ được đại hạ ngàn năm Thái Bình. Một người đức cao vọng trọng như vậy, nào phải thứ loại kiến cỏ như anh có thể hiểu được. Tôi, lợi hại tới vậy sao? Còn ngay ra đó làm gì? Mau giải anh ta xuống cho tôi. Tôi, dừng tay. Vân Vũ đại nhân, tên nhà quê này không biết ở đâu chui ra, lại tới hôn lễ của chiến thần đại nhân ăn trực. Phải đấy, chúng tôi đang định đuổi anh ta đi đấy. Mắt chó còn coi thường người khác, vị này chính là chồng của chiến thần đại nhân đấy. Hắn là chồng của chiến thần đại nhân sao? Nhưng chồng của chiến thần đại nhân trong lời đồn là một tiên nhân cơ mà. Sao có thể? Là giám đốc của một xưởng ốc vít được. Tam đại gia tộc đến. Gia chủ nhà họ Lý chúc mừng tiên nhân kết hôn. Nhà họ Lưu, nhà họ Triệu chúc mừng tiền bối kết hôn. Phát tài rồi. Nhiều tiền mừng quá. Nhìn người ta kìa, lịch sự biết bao, còn biết mang theo cả tiền mừng đấy. Vãi trưởng, tam đại gia tộc cùng đến chúc mừng. Chuyện này mới nghe lần đầu đó. Không ngờ, tiên nhân trong truyền thuyết lại là giám đốc của một xưởng ốc vít. Đúng rồi Vân Vũ, qua đây, qua đây. Bữa tiệc cưới này bao nhiêu tiền vậy? Chúng ta đã nói là trên 50 năm rồi đó. Không nhiều, chỉ có 1 tỷ. 1 tỷ hả? Sao đất vậy? Tôi không có, tôi không trả được thì phải làm sao? Tiên nhân, vừa nãy là tôi có mắt không tròng. Nếu như ngài không để bụng, tất cả chi phí của bữa tiệc cưới ngày hôm nay cứ để tôi gánh. Không, 1 tỷ này tôi trả.
đừng nói là 1 tỷ, cho dù là 10 tỷ, tôi cũng bỏ ra. Các người lắm tiền thật đó, vậy được thôi, chi phí của bữa tiệc cưới này hai người chỉ lấy. Cảm ơn tiên nhân, đứng lên đi. Tiền bối, hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi, hay là ngài thay quần áo đi. Đúng, tôi phải thay quần áo. Chiến thần đại nhân đến. Chiến thần đại nhân đến. Đợi đã, đợi đã. Anh, tốt xấu gì anh cũng là người có thân phận, anh phải đeo thân phận của anh lên mới được. Tôi không hiểu, thân phận đó chỉ là một giám đốc, có gì hay ho đáng để mà khoe khoang chứ? Tôi cũng không hiểu. Xưởng office như này, trong nước, tập đoàn Lý thị của tôi có cả vài ngàn xưởng, chỉ cần ngài ấy muốn tôi tặng hết cho ngài ấy cũng không có vấn đề gì. Chắc không phải ngài ấy cảm thấy mình là một người bình thường thật đấy chứ? Các người không hiểu, tiền bối vẫn luôn ngụy trang bản thân thành người bình thường, nhưng người bình thường muốn trở thành giám đốc e là rất khó. Em xem, có phải anh làm không ổn lắm không? Cái này không có gì không ổn cả, anh thích là được. Được, vậy đi thôi. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, ước định cả đời. Office. Là thế này, thời gian gấp gáp quá, anh không có thời gian đi mua nhẫn, nên anh đã đánh một cái office, dùng tạm một tí, ngài dùng office làm nhẫn kết hôn. Như vậy thì qua loa quá rồi đó, hay là ngài đợi một lát. Chúng tôi đi mua nhẫn cưới cho ngài nhé. Không cần đâu, cứ lấy cái office này đi. Office mà anh Tiểu Phàm tặng, chính là tiên khí đó. Em xem, vừa đẹp. Các người muốn kết hôn sao? Đã được tôi đồng ý chưa? Triệu Thâm Hải, anh không sợ chết thật đấy à mà còn dám đến. Ông Triệu à, thằng con trai này của ông không sợ chết thật đấy à? Ông Triệu, ông đoạn tuyệt quan hệ bố con với cậu ta đi thì hơn, tránh liên lụy đến nhà họ Triệu của ông. Chuyện này, tôi... Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi. Nhà họ Triệu ăn gan hùm mật gấu gì mà dám thách thức tiên nhân vậy. Trương Tiểu Phàm, hôm nay vừa là hôn lễ của anh, cũng vừa là ngày giỗ của anh. Người đâu, bắt bọn chúng lại cho tôi. Triệu Thâm Hải, thiên đường có lối, anh không đi thì đừng trách tôi tống anh xuống địa ngục. Thiên đường, tôi đã đến đó từ lâu rồi, còn về địa ngục, cô cũng xứng tiễn tôi xuống sao? Lạc Ngọc Hành, nếu tôi đã không có được cô, thì tôi sẽ đóng dấu nô lệ trên người cô, khiến cô là nô lệ của tôi mãi mãi. Nếu anh đã muốn tìm đường chết, vậy thì tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Chết đi. Chết đi. Lạc Ngọc Hành, chắc không phải cô tưởng tôi vẫn ở địa tiên cảnh đó chứ? Dưới thần quang, vạn vật cúi đầu. Không ngờ, anh đã đột phá địa tiên cảnh. Hôm nay, tôi sẽ để cho tất cả những người có mặt ở đây nhìn thấy một nữ chiến thần cao quý như cô biến thành một ả nô lệ mặc người khác chơi đùa. Đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn làm chó của tôi đi. Em không sao chứ? Anh thấy hình như em không cử động được. Trên người hắn có ánh sáng thượng đế, đứng trước ánh sáng thượng đế, chúng sinh bình đẳng. Hóa ra là vậy. Vậy hay là gọi ông nội anh đến đây nhé. Trương Tiểu Phàm, tôi nói thật cho anh biết, bây giờ ông nội anh e là đã thành một cỗ thi thể rồi. Ý anh là sao? Vậy thì tao sẽ cho mày được chết rõ ràng. Vào giờ khắc này, thượng đế và sa tăng đã đến xưởng office. Lúc này chắc ông nội mày đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao rồi. Đã đến rồi sao? Tốt quá đi mất. Anh nói vậy là có ý gì? Triệu Thâm Hải, anh tưởng lúc đầu vì sao chúng tôi lại thả anh đi hả? Nếu như ông bắt bọn chúng lại rồi, ai giúp ông gọi thượng đế và sa tăng đến đây đây? Thượng đế và sa tăng không phải đã ngã ngựa rồi sao? Thực ra là không, hai người họ đang ngủ say ở thần điện đó. Ông đoán chắc cũng sắp tỉnh lại rồi, cho nên ông muốn câu cá, ông muốn câu tất cả bọn chúng đến đây, giống như lần trước đúng không? Chính xác. Được rồi, hai đứa mau đi tổ chức hôn lễ đi. Đợi hai đứa về, ông sẽ cho hai đứa một bất ngờ siêu to khổng lồ. Anh đoán xem, thượng đế và sa tăng có phải đối thủ của ông nội tôi không? Được rồi, thời gian cũng đại khái rồi, chỗ cháu tôi chắc cũng đã tổ chức hôn lễ xong xuôi. Ông muốn làm gì? Làm gì à? Rút tiên lực của cậu chứ sao? Ông đã là chuẩn tiên đế rồi, ông rút tiên lực của tôi làm gì? Tôi nói là tôi muốn dùng tiên lực của cậu bao giờ? Tôi nói cho cậu biết, tiên lực trong cơ thể của cháu trai tôi không ổn định. Chỉ khi tìm được một cô gái mạnh mẽ để điều hòa âm dương,
mới có thể cân bằng tiên lực trong cơ thể. Nhưng Lạc Ngọc Hành và Lý Nhược Lam đều không đạt đến thiên tinh cảnh, không chịu được tiên lực trong cơ thể của cháu trai tôi, cho nên tôi đã đặt bẫy, dụ cậu đến đây rút tiên lực của cậu. Nếu ông dám động đến tôi, Thượng Đế và Sa Tăng sẽ không tha cho ông đâu. Vậy cậu đoán xem, vì sao tôi lại thả Triệu Thâm Hải đi hả? Ông muốn Triệu Thâm Hải mời Thượng Đế và Sa Tăng đến đây sao? Thông minh thật đó, ông chán sống rồi. Tuy Thượng Đế và Sa Tăng chìm vào giấc ngủ say đã lâu, nhưng công lực của bọn họ hơn hẳn trước kia. Tuy ông là chuẩn tiên đế, nhưng ông đã già, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Có phải không, đợi hai người họ đến không phải là biết rồi sao? Bớt nói nhảm đi. Kẻ tin ta, được bất tử. Hãy để đại hạ rơi vào trong bóng tối mãi mãi đi. Mau cứu tôi. Thứ vô dụng. Đến cả một lão già chuẩn tiên đế mà cũng không đối phó được. Lão già, ông đã già rồi, khí huyết đã khô cạn, nên đi tìm những người bạn đó của ông rồi. Vậy sao? Món tiên khí này của tôi có thể chứa vạn vật. Đòn tấn công của ông vô hiệu với tôi mà thôi. Cái đó hả? Không phải là cái bát cho chó ăn của tôi sao? Triệu Thâm Hải đáng chết, lại dám dùng bát cho chó ăn để lừa gạt tôi. Đừng nói nhảm nữa, cùng xông lên đi. Đi. Không thể nào, sao tu vi của ông không hề yếu đi chút nào vậy? Chúng ta không phải đối thủ của ông ta. Đi. Muốn đi à? Để lại tiên lực của các người trước đã. Lão già, ông đợi đó cho tôi. Đi. Hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện còn lại thì phải đợi thằng nhóc thúi Tiểu Phàm về rồi. Thượng Đế và Sa Tăng cùng ra tay. Ông nội anh lấy cái gì ra đánh đây? Trương Tiểu Phàm, cậu đừng tưởng ông nội cậu mạnh lắm. Cho dù ông ta có mạnh nữa, cũng không phải là đối thủ của Thượng Đế và Sa Tăng đâu. Đợi cuộc chiến ở bên đó kết thúc, Lạc Ngọc Hành, tôi xem cô phản kháng thế nào được. Triệu Thâm Hải, đây là đại hạ, không cho anh hỗn láo. Chỉ cần cô tiến vào trong ánh sáng của tôi thì không thể cử động được đâu. Nhìn này, nhìn này. Anh, đưa kiếm cho anh. Dùng nhẫn, đập hắn đi, đập hắn đi. Không ngờ nhẫn mà anh Tiểu Phàm làm lại có uy lực lớn như vậy. Đương nhiên, nào, cầm lấy, xông lên. Lạc Ngọc Hành, tôi nói cho cô biết, sư tôn tôi sẽ đến đây ngay. Vậy anh gọi ông ta đến đi, đây là cô ép tôi đó. Xin mời Tam Đại Tiên Vương giáng lâm. Mau chạy đi. Đi, anh tưởng các anh vẫn còn đi được sao? Chiến thần đại nhân, tôi biết sai rồi. Tôi đáng chết, tôi tội đáng muôn chết. Xin cô hãy tha cho tôi đi. Chiến thần đại nhân, cô tha cho chúng tôi đi. Tất cả chuyện này đều là do Triệu Thâm Hải làm, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay, cho dù tôi có chết, cũng sẽ không để cô sống yên đâu, nghịch tử. Đại nhân, con trai tôi lầm đường lạc lối, cô tha cho nó đi. Tôi sẽ về dạy bảo lại nó, cống hiến nhiều hơn cho đại hạ. Hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Người của tôi, cô không giết được đâu. Triệu công tử, Triệu công tử, đưa chúng tôi theo với. Triệu công tử, cậu đưa chúng tôi theo với. Triệu công tử, Thâm Hải à. Đại nhân. Bố. Bố đưa con đi đi. Vân Vũ, có, đưa hai người họ đến ác nhân cốc, để kẻ xấu hành hạ bọn họ. Rõ. Đưa đi, đừng mà. Chiến thần, đừng mà, cô tha cho tôi đi. Chiến thần đại nhân, chiến thần đại nhân. Hôn lễ hôm nay đến đây là kết thúc, các vị hãy về cho. Ngọc Hành, em xin, chúng ta cũng kết hôn rồi, em cũng nên theo anh về xưởng office rồi. Em muốn về cảm ơn ông nội anh, cũng là ông nội của em. Đi. Lộn xộn quá thể, ông nội. Ông nội, cháu đưa vợ về rồi đây. Được ông nội. Đây, là một nửa tiên lực của Tam Đại Tiên Vương bốn phương, truyền vào cơ thể hai đứa, là có thể chịu được tiên lực trong cơ thể Tiểu Phàm rồi. Mau, cầm lấy. Được lắm, cháu cảm ơn ông. Của cháu. Bây giờ cháu vẫn chưa dùng đến,
sau này sẽ dùng đến mà. Cầm lấy đi. Tiểu Phàm, mau đi động phòng đi. Cháu còn trẻ, không biết nóng vội, mau đi đi. Đi đi, được thôi. Vậy bọn cháu đi đây. Ông ơi, ông nói xem, cháu và Tiểu Phàm còn hy vọng gì không? Chuyện này, chuyện tình cảm, ông cũng không hiểu. Nếu như họ động phòng viên mãn, thì mình thực sự sẽ hết hy vọng mất. Không được, hạnh phúc phải tự mình nắm lấy. Người ta nói, trước khi động phòng phải uống một chén rượu rau bồi, chúng ta cũng uống đi. Được. Uống. Được, anh chuẩn bị xong rồi. Khúc kiểu gì vậy trời, để em. Được, em làm đi, anh làm nữa. Đẹp quá. Nào. Khởi bẩm chiến thần, biên giới cơ. Đợi đã. Đợi em một lát. Em sẽ về ngay, anh đợi em một lát, Còn phải đợi sao? Em về nhanh vậy. Vậy thì tiếp tục đi. Nào. Không hay rồi. Có chuyện gì? Tiền bối, không hay rồi. Tối qua, chiến thần đến biên giới, kết quả là đã dính bẫy của thực đế và sa tăng, bị bắt đi rồi. Không hay rồi, đây là đứa cháu dâu tôi ưng ý đó. Không thể xảy ra chuyện được. Tiền bối, xin ông hãy cứu chiến thần đại nhân. Tôi còn phải hộ đạo cho Tiểu Phàm nữa, giờ không đi được. Cháu đi. Cũng tốt, nhưng mà bây giờ cũng không biết nữ chiến thần ở đâu. Này đơn giản, không phải Triệu Thâm Hải đã bị bắt rồi à? Tìm được hắn là có thể tìm được nữ chiến thần. Nhưng Triệu Thâm Hải đã trốn rồi, không ai biết hắn đang ở đâu. Có người biết. Bố gọi chú Triệu tới đây. Được. Vân Vũ, cô đừng vội. Chắc chắn có thể tìm được nữ chiến thần. Đúng. Đừng nóng vội. Con gái, có chuyện gì thế? Nữ chiến thần đã bị bắt đi rồi. Gì cơ? Chú Triệu, giờ con trai chú, Triệu Thâm Hải đang ở đâu? Chú có biết đâu. Ông có nói không? Ông không nói là tôi dùng hình đấy. Dùng hình á? Tôi không biết thật mà. Ông Triệu. Con trai ông lầm đường lạc lối, lẽ nào ông cũng muốn hồ đồ giống nó? Tôi không có ý này. Tôi nói cho ông biết, nếu ông tự nói ra thì khỏi phải chịu khổ. Còn không, tôi sẽ đích thân lục soát trí nhớ của ông, khiến ông khổ sở đủ điều. Đừng mà, tôi nói. Giờ nó đang ở nhà. Tìm thấy rồi, đừng vội, giờ cháu là thiên tiên cảnh. Cháu vẫn chưa phải là đối thủ của Triệu Thâm Hải. Như này đi, cháu mang tiên khí chế tạo theo, có tác dụng đấy. Chờ thằng nhóc thối này ổn định được tiên lực trong cơ thể, ông cũng nên nghỉ ngơi dưỡng lão rồi. Ông đã canh cho cháu cả đời rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lão già chết bầm kia mạnh như vậy, đến cuối sẽ gây họa lớn, cứ tưởng ông ta cưỡng ép được phá. Thật không ngờ. Vậy chỉ có thể mời thần trưởng sáng thế ra. Thần trưởng sáng thế, hãy tái hiện sự huy hoàng thời thượng cổ đi. Máu của chuẩn tiên đế là đồ bổ mỹ vị nhất. Đi thôi, trở về đại hạ, giết tiên đế. Cô đừng dãy dụ nữa, lồng giam này là sư tôn tôi chế tạo bằng hàn băng thiết đấy. Cho dù là tiên vương cũng không thể phá nổi đâu. Triệu Thâm Hải, anh chờ đó. Chờ ông nội tôi đến, anh chết chắc. Lạc Ngọc Hành, tôi nói thật cho cô biết, các sư tôn của tôi đã lấy thần trượng sáng thế ra khỏi thần điện. Thần trượng sáng thế đã bị phá hủy rồi mà nhỉ.
thần trượng sáng thế đã bị hư hỏng cho trận chiến các vị thần thời thượng cổ vẫn luôn được đặt trong thần điện để tầm bổ. Giờ nó đã khôi phục thần tính. Cô tưởng lão già chết bầm kia có thể chặn được ư? Chờ lão già chết bầm đó mất mạng. Cô chính là đồ chơi trong tay tôi. Đừng hòng. Tôi có chết cũng không để anh nhúng chàm đâu. Giờ cô chỉ là một nô lệ thấp hèn của tôi. Cô tưởng cô còn sức chống cự à? Cho dù tôi không có được trái tim cô, tôi cũng phải chiếm được cơ thể cô. Vô gì? Đến đây, bé cưng, tôi đã không chờ nổi nữa rồi. Thả cô ấy ra. Con trai, con đừng làm chuyện ngốc nghếch. Lão già chết tiệt, ông dám bán đứng tôi, bố đang cứu con đấy. Lý Nhược Lan, cô mà cũng dám đấu với tôi ư? Nếu là lão già chết bầm kia tự tới đây, tôi còn nể mặt ông ta đôi chút, còn cô? Một con ả ăn hại, đến đây tự tìm đường chết thôi. Nhược Lan, sao các cô lại tới đây? Ông nội không đi được, Tiểu Phàm đang bị nhốt, nên tôi chỉ đành tới đây. Tự tìm đường chết. Triệu Thâm Hải, bố anh đang ở trong tay tôi, anh không muốn ông ta chết thì thả nữ chiến thần ra cho tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để ý tới mạng sống của ông ta ư? Anh, Thâm Hải, con, chịu chết đi. Tôi không đối phó được với anh, nhưng anh cũng chẳng làm gì tôi được đâu. Đây, không thể nào. Cái này là mũ bảo hiểm có thể chống đỡ được cả đôi kiếp đó. Đòn tấn công của anh vô dụng thôi. Dù tôi không động được cô, nhưng cả đời này, cô cũng đừng hòng đến gần Lạc Ngọc Hành. Đây là Định Hải Linh Châu, pháp bảo hộ thân mà sư tôn tôi tặng cho tôi đấy. Dưới bầu trời này không ai phá nổi. Thế ư? Đây. Đây, sao có thể chứ? Lá chắn này của anh còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Lá chắn này của anh còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Chuyện gì vậy? Đây là lồng giam do chính vua biển Poseidon chế tạo ra, rất khó phá giải, trừ khi có chìa khóa. Chìa khóa không ở chỗ tôi, cho dù cô có giết tôi thì cũng đừng hòng mở được lồng giam này ra. Nhược Lan, cô cứ mặc kệ tôi, trở về nói với ông nội rằng vua biển Poseidon đã lấy thần trượng sáng thế ra khỏi thần điện rồi. Trở về lại nói đi, tôi có chìa khóa. Không biết cô kiếm đâu ra cái chìa khóa rẻ rách mà muốn mở lồng hàn thiết này ư? Ổ khóa ở đâu thế? Để tôi thử xem. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng thử, nhỡ mà thất bại, Lạc Ngọc Hành sẽ chết chắc đấy. Cô, sao cô lại có chìa khóa? Chìa khóa của anh Tiểu Phàm là thần khí đấy. Mọi ổ khóa trên đời này đều mở được hết. Triệu Thâm Hải thông đồng với giặc ngoài xâm lăng đại hạ. Tội đáng bị giết. Thế thì đã sao? Trước đó Thượng Đế và Sa Tăng đã ban vũ khí cho tôi, để tôi giết chết cô. Dù tôi không giết chết được Lý Nhược Lam, nhưng tôi có thể lấy mạng cô. Tiểu Phàm, ông nội, Lạc Ngọc Hành đã bị bắt rồi. Không phải, Lạc Ngọc Hành vừa mới động phòng cùng cháu mà. Người động phòng với cháu là Lý Nhược Lam. Đồ ngốc. Sao lại là cô ấy? Được rồi, được rồi, kệ là ai đi, cứu người quan trọng hơn. Cháu xem tụi nó đang ở đâu trước đã. Đúng rồi. Tìm thấy rồi, ông nội. Cháu đi đây, ừ. Đây là tiên khí mà Thượng Đế và Sa Tăng để lại. Bên trong chứa đựng tiên lực của họ. Cô lấy gì ra để chắn đây? Đừng đi, mũ bảo hiểm chỉ có thể bảo vệ cho cô. Mau đi đi, ai cũng đừng hòng rời đi. Lạc Ngọc Hành, hôm nay tôi phải chém đứt tay chân cô, để cả đời này cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Cẩn thận. Vừa nãy anh chém tôi phải không? Đã nhìn thấy chưa, anh chém tôi. Đây là tiên khí do Sa Tăng để lại. Sao có thể chứ? Giờ anh yếu như sen ấy, tay không đỡ tiên khí. Đây có còn là con người nữa không? Cô đã giúp anh ấy cân bằng tiên khí rồi à? Có chiêu trò gì cứ thi triển hết đi. Tôi liều mạng với anh. Con trai, hình như sức lực hơi mạnh. Con trai, tỉnh lại đi, con trai. Tự tạo nghiệp không thể sống.
Thế lực phương Tây đã lấy tiên khí muốn đối phó với ông nội rồi. Mau đi thôi. Đúng, đúng, đi đi, đi mau. Con trai, bố, trả thù. Thay con. Con trai. Trương Tiểu Phàm, tôi không đội trời chung với cậu. Lại đến nữa, Trương Đạo Sơn, cút ra đây chịu chết đi. Đồ không biết sống chết là các người đấy. Không biết sống chết à? Trương Đạo Sơn, thứ trong tay tôi đang cầm là thần trượng sáng thế đấy. Ra đây chịu chết đi. Thế thì đã sao? Nói cho cậu biết thần khí này, giờ nó chỉ kích hoạt được 3 lần thôi. Ông tưởng mình có thể đỡ nổi thần trượng sáng thế ư? Nó được các vị thần phương Tây chúng tôi hợp sức luyện chế ra đấy. Một là ông đầu hàng làm nô lệ. Hai là, chết. Bảo tôi làm nô lệ á? Các người còn chưa xứng đâu. Chỉ cần một kích là đã lấy mạng ông rồi. Trong tay ông không có vũ khí. Sau đây, để tôi xem ông lấy gì ra để đỡ nào. Ông ấy không đỡ được. Nhưng tôi có thể. Xin lỗi tiền bối, tôi đến trễ rồi. Cô lại là ai thế? Chiến thần thượng cổ, Hạn Bạt. Chiến thần thượng cổ ư? Sao cô còn chưa chết thế? Cô còn chưa tỉnh lại. Tiền bối, ông đánh thức tôi là có chuyện gì vậy? 3.000 năm đã trôi qua. Thần trượng sáng thế sắp khôi phục thần lực. Đến lúc đó, tam đại thần linh phương Tây chắc chắn sẽ xâm lăng đại hạ. Còn cháu tôi vẫn luôn vặn ốc vít, hao tốn thể lực và tiên lực, vậy cũng không ổn. Tôi cần cô ra ngoài gài bẫy dùng tôi. Tiền bối, ông nói đi. Vâng. Cô có chắn được không? Trước đó nhờ tiên vương giúp đỡ, tôi đã khôi phục được toàn bộ thực lực thượng cổ rồi. Tôi sẽ dốc hết sức lực để ngăn một lần. Một lần là đủ rồi. Tôi không tin, cô có thể ngăn được. Sâu bọ. Vất vả cho cô rồi, có thể chắn giao cho tiền bối là vinh hạnh của tôi. Trương Đạo Sơn, giờ ông đã cạn kiệt tiên lực. Để tôi xem ông đỡ một đòn cuối cùng này như thế nào. Ai nói tôi muốn đỡ? Ông tưởng nữ chiến thần kia sẽ đến cứu ông à? Giờ cô ta đã bị nô lệ của tôi đưa đi rồi. Cho dù ông có đỡ được, thì ông cũng chết chắc rồi. Nữ chiến thần giờ đang ở trong tay chúng tôi. Chúng tôi có thể lôi cô ta ra bắt chẹt ông. Chúng tôi đã chuẩn bị đâu ra đó rồi. Hôm nay, phải bắt ông, chết. Thế ư? Không biết. Tôi có thể đỡ được thần trượng sáng thế không nhỉ? Cuối cùng cháu cũng về rồi. Tên ăn hại Triệu Thâm Hải này. Có mỗi nữ chiến thần cũng không trông trở về tôi phải giết tên nó, Poseidon. Đừng sàm nữa. Ra tay đi. Trương Đạo Sơn. Tôi phải để ông tận mắt chứng kiến cháu trai mình chết như thế nào. Dễ gãy thế á? Đây. Đi. Đi thì đi đi. Ông nội, ông không sao chứ? Không chết được. Hạn Bạt thượng cổ. Sao cô lại ở đây? Ông nội, Hạn Bạt thượng cổ không phải là tà thần của đại hạ ta à? Sao cô ấy lại ở đây? Đúng đó, sao cô ấy lại giúp chúng ta thế? Cô ấy không phải tà thần. Cô ấy là thần linh thượng cổ, là vị thần của đại hạ chúng ta. Là ông đã đánh thức cô ấy dậy, biểu diễn một tuồng kịch với ông. Ôi trời ơi, Hạn Bạt từ thượng cổ cũng bị ông thuyết phục á? Hóa ra ông nội đã thuyết phục được người ta. Đúng thế, ông đã bày ra vụ này. Có điều, vẫn để thượng đế chạy mất rồi. Họ sẽ còn quay lại, ta phải cẩn thận. Bây giờ họ biết ông bị thương rồi, chắc sẽ nghĩ đủ mọi cách loại bỏ ông. Như thế họ mới yên tâm thống trị thế giới. Còn cháu mà, bây giờ cháu mạnh mẽ đến đáng sợ. Mục tiêu của cháu bây giờ là cân bằng tiên lực trong cơ thể. Mau quay về động phòng đi. Rõ ràng cơ hội cực tốt ở ngay trước mắt. Tại sao phải rời đi? Sa Tăng, chúng ta còn sống được từ thượng cổ tới nay là vì chúng ta sợ chết. Poseidon nói không sai đâu. Nếu tiên vương không chết, người chết sẽ là chúng ta. Chúng ta phải quay về thật sao? Có cách gì khác hả? Nhà họ Triệu chúng tôi có tiên khí. Chỉ mỗi nhà họ Triệu có tiên khí thì có tác dụng gì? Nếu cộng thêm tiên khí của nhà họ Lý và nhà họ Lưu thì sao? Ông nói vậy là có ý gì? Tiên khí của tam đại gia tộc như chúng tôi
được lưu truyền từ thời thượng cổ, nghe nói thuộc sở hữu của tiên vương, một khi hợp nhất có thể giết được tiên vương. Thật hả? Không dám giấu gì ba vị, chỉ cần ba báu vật này hợp nhất, cho dù là tiên vương ở thời kỳ đỉnh cao cũng vẫn bị giết như thường. Chỉ là muốn sử dụng tiên khí cần ba vị tiên vương hợp sức ra tay mới được. Nếu đúng như ông nói, vậy ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của lão tiên vương. Đây là tiên khí của nhà họ Triệu, nếu có thể lấy được khiên của nhà họ Lý, thương của nhà họ Lưu, lão tiên vương cầm chắc cái chết rồi. Tốt lắm, chỉ cần Trương Đạo Sơn kia chết, ba tiên vương bỏ ta sẽ cất nhắc ông nắm giữ sự giàu sang toàn cầu. Đa tạ ba vị tiên vương, ta sẽ đích thân đi lấy. Trương Tiểu Phàm, tôi muốn cậu phải đền mạng cho con trai tôi. Lão tiền bối, không ổn rồi. Sao thế? Lão tiền bối, vô biển Poseidon tự dưng xông vào nhà họ Lý và họ Lưu, cướp mất tiên khí của gia tộc chúng tôi. Thế thì đã sao? Lão tiền bối, ông không biết đấy chứ, tiên khí của tam đại gia tộc chúng tôi do tiên vương đích thân chế tạo ra, một khi hợp nhất có thể giết cả tiên vương. Đúng đó, nhà họ Triệu đã phản bội, tiên khí của nhà họ Triệu cũng ở trong tay chúng. Tính thời gian cũng đến lúc rồi nhỉ? Cái gì mà đến lúc? Tất nhiên là đã đến ngày chết của ông ấy rồi. Triệu Khuông, ông là thứ lòng lang dạ sói, đồ phản bội, ông làm trái với thỏa thuận, tội đáng chết nghìn lần. Gì mà thỏa thuận với cả liên minh, đó chỉ là lời hứa được lập ra khi kẻ yếu quây quần lấy nhau cho khỏi bị tiêu diệt thôi. Bây giờ tôi đã bám vào kẻ mạnh thực sự, tôi muốn chúng đền mạng cho con trai tôi. Lão tiền bối, tiên khí của tam đại gia tộc cứ để tôi ngăn cản cho, khỏi cần, cứ để tôi xử lý. Sao thế? Chưa gì đã ngừng dễ dụa rồi à? Các người mới là kẻ chết chắc ấy. Long Phượng cất tiếng hót, mặt đất nở hoa sen. Đây là dị tượng mà, Trần Tiên Vương xuất thế. Ông nội, sao lại thế? Rõ ràng cô ở cảnh giới địa tiên sao có thể tăng lên Trần Tiên Đế chỉ sau một ngày. Lưng của tôi gãy mất, gãy mất. Tiên Vương chỉ có một, ông còn chưa chết, sao cô ta đã là Tiên Vương được? Trương Đạo Sơn, trời cao sẽ không cho phép có hai vị Trần Tiên Đế cùng tồn tại. Thiên lôi sắp giáng xuống, hai người phải có một người chết. Thế thì đã sao? Tôi tự phế bỏ tu vi là được rồi mà. Ông nội, lão tiền bối. Được rồi, Lạc Ngọc Hành, bây giờ là tiên vương duy nhất trên đời. Cảm ơn ông, khỏi cần. Cháu gánh trọng trách trên vai, sau này nhiệm vụ bảo vệ đại hạ giao cho các cháu nhé. Cháu sẽ không phụ lòng ông đâu. Cháu và Lạc Ngọc Hành sẽ bảo vệ anh Tiểu Phàm. Trong hai người có một người phá tiên vương, làm sao địch nổi chúng tôi. Thật không ngờ trên đời lại có kẻ ngu xuẩn đến vậy, cam tâm phế bỏ tu vi vì kẻ khác. Tiên vương ngu xuẩn? Một tiên vương mới như cô ta đâu phải đối thủ của chúng ta, chỉ cần giết cô ta, đại hạ sẽ là của chúng ta. Chịu chết đi. Không sao chứ? Không sao, em ngăn được. Các người lại tới nộp mạng à? Tất nhiên là tìm cậu đòi mạng cho con trai tôi. Các người mất thần trược sao thế rồi? Lấy gì để đấu lại ông nội tôi? Thằng danh, ông nội cậu đã tự phế bỏ tu vi từ lâu rồi. Ông ta cùng lắm cũng chỉ là cao thủ địa tiên thôi. Ông nội, sao? Không sao. Giờ Lạc Ngọc Hành là tiên vương, Nhược Lam bây giờ là cảnh giới địa tiên. Đủ rồi, cô ta đã bị tiên khí đả thương, trong thời gian ngắn không thể đánh tiếp, mà chúng tôi vẫn còn hai món tiên khí. Tiên khí tôi sửa, sao lại ở trong tay chúng? Tiền bối, do chúng tôi vô dụng, không canh giữ được tiên khí, tiền bối cẩn thận. Ba món tiên khí hợp nhất có thể giết được Chuẩn Tiên Vương. Mọi thứ cũng nên kết thúc rồi. Đại hạ, không còn tiên nhân nữa. Thắng lợi cuối cùng cũng thuộc về chúng ta. Cháu phải làm gì đây? Làm gì hả? Đành dựa vào cháu thôi chứ sao nữa. Bây giờ chỉ có anh mới đánh lại được chúng. Anh á, tiền bối, cố lên. Mọi người tin anh, tôi còn không tin nổi tôi.
Thế, ông ơi, giờ cháu phải làm gì ạ? Nhắm mắt vào, nghe theo trái tim. Gì qua quýt vậy? Thôi được. Một tên vô dụng như cậu mà dám chống lại ba món tiên khí này sao? Gặp tiên khí này, chuẩn tiên đế cũng phải hẹo. Chồng ơi, anh giỏi quá. Mình vẫn ổn. Ông ơi, cháu vẫn ổn này. Tất nhiên là phải ổn rồi. Hú hồn hú vía, cháu còn tưởng cháu hẹo rồi chứ. Ba món tiên khí của các người cũng không có tác dụng lắm nhỉ? Ba món tiên khí của các người là đồ nhái đó hả? Không, không thể nào. Một con kiến hôi không phải tiên vương sao có thể cản được đòn tấn công từ ba món tiên khí? Ba món tiên khí xuất hiện có thể giết cả tiên vương sao? Sao nó vẫn sống hả? Tiên vương chỉ có một, không phải tiên vương. Thế cậu là ai? Tất nhiên nó không phải tiên vương, nó là tiên đế. Tiên đế? Sao lại thế? Trên đời này sao lại có tiên đế tồn tại? Tiên đế xuất hiện, thế giới bị hủy diệt. Nếu cậu là tiên đế, thế giới đã bị hủy diệt rồi. Khi thần chiến thượng cổ diễn ra, thần linh của đại hạ bị thương nặng nề, lẽ nào cậu chính là tiên đế đã bị phong ấn? Nếu không vì phong ấn tiên đế, khi thần chiến thượng cổ diễn ra, các người đã toi mạng từ lâu rồi. Ông ơi, tiên đế mà chúng nhắc tới là cháu ạ. Đúng đó. Thế cháu ghê gớm lắm ạ. Đúng rồi, hóa ra cháu của ông là tiên đế. Chẳng trách ông cứ ẩn giật ở trần gian, hóa ra là để bảo vệ hắn. Không, tôi bảo vệ thế giới này thôi. Khoan đã, nếu cậu ấy là tiên đế, lẽ nào có thể hủy diệt thế giới? Tiên lực dư thừa trong cơ thể nó đã dồn cho Lạc Ngọc Hành rồi và Lý Nhược Lam rồi. Nếu không, Lạc Ngọc Hành cũng đâu thể đột phá tiên vương sau một đêm. Hóa ra là vậy. Vậy con gái tôi tại sao chưa đột phá? Bố à, Lạc Ngọc Hành là địa tiên khởi đầu cao, còn con chỉ là võ vương thành tiên sau một đêm, đã là khá lắm rồi. Ông ơi, giờ cháu phải làm gì? Cháu muốn làm gì thì cứ làm. Vậy cháu thử. Tạo ra tiên khí đỉnh cao chỉ trong chốc lát, e rằng đến tiên vương cũng không làm được. Không ổn rồi, chạy mau. Đã đến đây rồi, còn đi gì nữa? Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Ôi trời, thế là kết thúc rồi hả? Tiên đế đại nhân, chỉ cần cậu tha cho chúng tôi xin thần phục. Đúng đó, cậu nói gì, chúng tôi nghe nấy, không dám than vãn. Chúng tôi xin vì cậu. Lên núi đao, xuống biển lửa. Thật hả? Thật ạ, chúng tôi không dám lừa cậu. Các người tự phế bỏ tu vi trước đã, kẻo lúc nào đó các người lại ở tới. Chết quá ha, các người chân thành quá, tôi đành tha vậy. Tiền bối, tôi bị ba vị tiên vương mê hoặc mới phạm sai lầm, xin tiền bối tha mạng nha tiền bối. Triệu Khuông, nôi giáo cho giặc không đáng được tha. Vân Vũ, nhốt vào ác nhân cốc đi, để kẻ ác giày vò ông ta. Dẫn đi. Chiến thần tha mạng, chiến thần tha mạng, chiến thần tha mạng. Còn ba người các ông, vợ à, cứ để anh xử phạt ba kẻ này. Vâng. Ba người các ông, chiến thần, chúng tôi nghe theo cậu hết. Chỉ cần cậu đừng nhốt chúng tôi ba người tới xưởng ốc vít, vặn vít đi. Ông ơi, làm ăn cho đàng hoàng vào, làm không tốt, trưa nay cắt cơm. Vâng, chúng tôi sẽ làm tốt. Xưởng trưởng, cậu thấy tôi làm thế nào? Rất bình thường, vẫn phải cố gắng học hỏi. Vâng vâng, còn nữa, chú ý thái độ đấy. Xưởng trưởng, xưởng trưởng, trưa nay có thịt không ạ? Làm tốt, tất nhiên là có thịt. Làm không tốt, chỉ có nhịn đói thôi. Tốt quá rồi, để trưa nay được ăn thịt, tôi sẽ làm thật tốt. Đúng thật là, việc kỳ lạ ở đâu cũng có, mà năm nay thì hơi nhiều. Chúng mình làm việc với cả thần linh ha. Thần linh thì sao chứ? Chúng ta có tiền, họ thì không. Nhìn ông béo kia kìa, còn đòi ăn thịt đấy, ăn cái quần què như con heo ấy. À phải rồi, chúng mình có lương. Hóa ra đích đến của vũ trụ là vào xưởng vặn vít. Chồng ơi, anh bảo một đám thần tiên vặn vít giúp anh, không sợ thế giới chấn động à? Vặn vít thì đã sao? Hô to cho tôi nghe, khẩu hiệu của chúng ta là làm thuê không chỉ làm giàu, còn có thể kiếm bạn cưới vợ. Tốt lắm. Rõ ràng có thể nằm ườn ra, cứ đòi đi làm.
suy nghĩ nông cạn. Anh là xưởng trưởng. Cầm lấy, anh phải luôn dõi theo từng cử động của mọi nhân công. Anh chẳng bảo, địch bất động thì ta bất động mà. Cái gì bất động? Cái lưng của anh cử động mà. Ghét ghê á. Ăn cơm thôi. Ăn cơm. Ăn thôi. Ăn nào, đợi tôi với. Thần linh cứ như chưa được ăn cơm ấy.